Chiều nay chúng tôi xin trình bày tiếp về kinh Đại Kinh Phương Quảng. Phần sau này là phần nói về cái chỗ sâu xa của định và tuệ, để thêm cái kiến thức về cái nhìn của mình ở quý Phật tử. Nó cũng có những chỗ rất là tỉ mỉ, rất là khó, nhưng mà nhờ mình hiểu mấy cái phần này hiểu được chừng nào thì quý chừng đó, thì cái tuệ mình nó mở ra và cái niềm tin mình về thì lộ trình giải thoát nó vững chắc hơn. Tiếp theo cái phần Đại Kinh Phương Quảng này là chúng tôi trình bày Tiểu Kinh Phương Quảng, là kinh tiếp theo. Tiểu Kinh Phương Quảng là cũng kinh gồm có những đề tài khác nhau, nhưng được trình bày bởi một vị ni rất trẻ tuổi, Đắc Đại Tuệ, Đắc A La Hán, để quý vị thấy. Và cái người mà vấn đáp về vị ni này là vốn là người chồng cũ, vốn là hai vợ chồng của một gia đình giàu có. Sống rất là tốt đẹp nhưng chưa có con. Thì người chồng đi nghe Đức Phật giảng pháp Đắc Ngay A Na Hàm tại chỗ. Khi đi về thì thường thường mỗi lần mà người chồng đi về là theo cái phong tục của cái đợt đồ và của cái giai cấp mà gọi là thường lưu đó, thì người vợ ra đón chồng ngay trước cửa, rồi cất áo mào giày dép cho chồng và tỏ những cử chỉ âu yếm rất là thân mật. Và nhưng mà cái hôm mà người chồng đi nghe pháp Đắc A Na Hàm trở về á, thì người vợ cũng theo nghi thức thông thường ra tiếp đón chồng, nhưng người chồng lạnh nhạt lặng lẽ, thì người vợ lại làm ngạc nhiên nhưng mà không có phản ứng gì. Sau đó hỏi rằng tại sao mà cái phần này không có trong kinh. Quý vị nhớ phần này là nằm trong cái phần khác mà liên hệ đến nhân vật trong bản kinh ấy. Vì sao mà lại hôm nay chàng có vẻ lạnh nhạt như vậy, có thái độ khác thường? Thì người chồng mới nói rằng bữa nay tôi A Na Hàm rồi, tuy nhiên đã A Na Hàm rồi thành tưởng bậc thánh A Na Hàm rồi, thấy cái cử chỉ âu yếm bình thường nó không thuận lời, nó không thích hợp nữa. Thì người chồng mới nói thế này: thôi bây giờ cái tài sản là giàu có lắm, nói bây giờ tôi để tài sản lại cho bà, cho cô. Tất cả tài sản đây là thuộc của cô có thể sử dụng nó, từ ý sử dụng nó, hoặc là cô có thể bán hay tiêu dùng gì đó cũng được, nhưng mà muốn về ở nhà mẹ cũng được, nhà ngoài cũng được. Thì người vợ mới nói: thôi tôi không cần gì cả, chỉ nói chuyện đó thôi, không có vẻ giận dữ, không có gì hết, nhưng mà cũng lặng lẽ đáp lại bằng một thái độ lặng lẽ. Thì sau đó thì bà rời khỏi gia đình, bà đi đến quy y xin đi tu xuất gia với bà Maha Vasavade. Bà tính tận bà nói người chồng mình, mà chồng mình là bà biết rất rõ, mà mới đó mà đắc A Na Hàm thì mình cũng thể đắc được A Na Hàm. Thì bà mới đến đi tu, bà đến mà nghe bà Maha Vasavade giảng, rồi giảng kinh, rồi bà tính tận lắm, trong 6 tháng bà đắc A La Hán luôn. Người chồng trong khi đó chưa xuất gia kịp, tưởng là mình sẽ xuất gia, nhưng mà người vợ lại nói thì khởi lên cái tấm là ống đó tu được thì mình tu cũng được. Thì vì vậy bạn đắc A La Hán. Thì sau đó người chồng ấy, thì khi mà đến vấn đạo ấy, thì đang còn là tu sĩ, cư sĩ chưa xuất gia, hẳn nhiên là một người mà đắc A La Hán có thể là tại nhà tu ở nhà cũng được, nhưng mà khi A La Hán là phải xuất gia, đó là cái pháp truyền thống. Thì câu chuyện đối đáp như thế nào? Vì nghe rằng là bà vợ xuất gia mà tính cần lắm mà gần như có đắc quả, tất nhiên chuyện đồn cũng đã vang ra rồi, thì ông tự cũng thử, bởi vì biết bản thân mình cũng đắc A Na Hàm, coi chuyện là đó cái mức độ giải thoát của ba ngang đâu. À, quý vị thấy bằng kinh đó nó cũng có những cái kinh nghiệm rất gần gũi mình. Nhưng trước khi đi vô bằng kinh ấy, thì có cái tin tức này chúng tôi muốn báo cáo về quý Phật tử biết. Sáng hôm nay hội đồng viện, hòa thượng viện trưởng có tập triệu tập buổi họp của hội đồng điều hành viện và của ban bảo trợ viện để mà lo cho cái ngân sách của trường đó, của trường tăng ni của mình đấy đó, của học viện mình đi. Và như quý Phật tử là biết, mười mấy năm qua bao nhiêu khó khăn, nhưng mà hòa thượng cũng nhờ sự hỗ trợ của tất cả quý Phật tử mà giải quyết được các Phật sự. Năm vừa rồi cũng gặp khó khăn, nhưng mà mình đã một năm học đi qua rất tốt đẹp. Nhưng đến năm này, năm 99, năm thứ hai của Phật tử,
thì đang gặp những khó khăn về tài chính, về ngân sách đó. Mà quý Phật tử biết rằng là viện mình từ xưa đến nay rất nghèo, bị ngoài họ nó có đôi vẻ, đôi cái nét hào nhoáng bên ngoài đôi chút rồi thôi, nhưng mà thực sự rất nghèo. Vậy là vì mình làm văn hóa dù không bao giờ có tiền nhiều cả, mà trong cái điều kiện của mình cũng không nhận được một sự viện trợ ngoại tệ nào, ngoại viện nào từ đâu cả. Và bởi nhiều lý do mà mình tự hiểu là bởi nhiều lý do mà mình không nhận được nhiều sự trợ cấp. Những cái hướng của Hòa Thượng là cái lý tưởng giáo dục là 40-50 năm nay rồi, và lý tưởng đó đang tiếp tục để mà thực hiện á. Thì năm qua về ngân sách lo xong rồi, năm này đang là gánh nặng. Cái tiền xây các trường không phải là cái tiền của mình có đâu, tiền đó là do một thượng tọa ở Đài Loan giúp, và giúp ngang đâu mình xây ngang đó. Và xây là xây dựng để cho có một cái cơ sở tương lai chính cho quý vị tăng ni hiện tại đang học đó, sau về để mà có chỗ để mà làm việc và để mà tiếp tục sự nghiệp giáo dục rồi thôi. Hòa Thượng thì sắp cũng về tuổi già rồi, già lắm rồi. Tôi thì sức khỏe kém lắm, mà khả năng cũng giới hạn, chỉ có làm việc 1-2 năm nữa là xong, là không đi xa nổi. Thành thực tất cả sự nghiệp đó, cơ sở đó là để lại cho giáo hội mình và để lại cho toàn thể tăng ni đó. Nhưng mà đó là mình phải hiểu rằng đó là sự nghiệp chung, và cái sự nghiệp này rất quan trọng trong cái hướng phát triển đạo Phật tại Việt Nam của mình. Và vì vậy mỗi tháng thì mình chi tiêu vào khoảng 20 triệu đồng để mà trả tiền giáo sư, nhân viên và các chi phí hệ cả điện nước vân vân á, 20 triệu đồng. 20 triệu đồng đối với một tổ chức đại học mà với 300 người học là rất rẻ, nhưng mà đối với mình là một vấn đề rất lớn. Và mình không có cái cách nào để vận động cái tiền cả. Mà đối với chư tăng ni là các vị đi tu đó là khó vô cùng, người ta phát tâm tu xuất gia đã là khó rồi, trong bản thân còn bao nhiêu cái khó khăn khác nữa, đi học gặp bao nhiêu vấn đề khó khăn nè, làm sao mà để chư tăng ni phải đóng tiền được, đóng học phí được, chuyện đó thì làm được. Thành vì vậy cho nên chi Hòa Thượng và Hội đồng viên quyết định là phải khổ mấy cũng chịu. Như bố mẹ vừa rồi TV có chiếu đó, có một cái vị bố mẹ ở miền Bắc á, mà nuôi con ở nhà quê, mà nuôi con trồng cây trồng hoa, mà dồn cho con đi học đến tụ tài rồi về Hà Nội mà thi vô đại học thôi, mà nợ con mới vào đại học là nợ 20 mấy triệu. Mà ông nói đến TV có vẻ hoan hỉ lắm, rồi ông nói đó là sự nghiệp, rồi đó là lo cho tương lai của con. Thì đấy cũng phải giáo hội và các bậc đi trước là để đó là trách nhiệm mà mình tự nhận lấy. Không phải là vì danh vọng gì đâu, mà không phải là vì một cái hạnh diện gì trong đó cả, mà bởi vì khi mình làm thực sự là phải làm điều phải, điều trái là không làm được, điều không phải là không làm được. Thành thử cái vấn đề là làm thế nào để mà lo cho tăng ni, chẳng những lo cái chuyện không học phí rồi, không đào phí, mà đáng lẽ là phải lo chỗ ở, chỗ ăn, chỗ đàng hoàng. Thì cả vì mà có điều kiện mình học mới tu được, chứ học thì vô lượng việc để làm, mà tu cũng vô có nhiều việc để làm. Mà nếu như mà còn cả vị để cho cả vị mà chạy vầy mấy chuyện đó là họ chẳng tu học gì được cả. Thành thì đó là vì sự nghiệp tương lai của giáo hội. Nếu như quý Phật tử ở đây có điều kiện liên hệ với văn phòng, hoặc là ban bảo trợ, hoặc là mình có những bà con ở nước ngoài vân vân, những vị nào có khả năng, có điều kiện, Nên dành một ít về cái tình tài ấy, để cũng giúp cho, để đào tạo cái khoa học của tăng ni đi tới tốt đẹp. Và nên dành thì vấn đề đào tạo tăng ni là ưu tiên số 1, bởi vì đó là Phật sự lớn nhất. Thì mong quý vị vì sự hoan hỷ của vấn đề học Phật của mình ấy, thì nên tiếp tay giúp đỡ cho Hội đồng viện, giúp đỡ cho Hòa Thượng mình để mà làm Phật sự. Còn chúng tôi chỉ có khả năng là chạy việc thôi, chạy lo việc thôi, mà có tiền mới lo được, còn không có tiền khối chiều không làm sao mà lo được. Nhiều khi nó bứng được cái đầu lên, không làm chi được cả, là bởi vì không có tiền thì không làm gì được. Một vấn đề rất đơn giản là không làm gì được. Thành rất mong quý Phật tử có điều kiện xin tiếp tay về Hòa Thượng viện trưởng mình để mà lo cái trường, hoặc là vận động các những người Phật tử mình ở nước ngoài có điều kiện hoặc giúp đỡ thêm. Mà ở trong cái sự sở của mình điều kiện kinh tế khó khăn quá, không dám quyên góp chi nhiều được cả, nhưng mà cái sự nghiệp đó không thể bỏ dở được, mà cũng thể mà làm sao mà đổi cách mà nói lấy tiền học phí được, không bao giờ có chuyện đó cả. Thật ra từ trước đến nay, từ 30-40 năm nay rồi, thành thử mong quý Phật tử thông cảm. Đây là một cái điều bất đắc dĩ chúng tôi phải nói để quý Phật tử, thì mong quý Phật tử
chia sẻ những cái âu lo riêng của Hòa Thượng Viện Trưởng mình nói riêng và của giáo hội nói chung, và biết rằng là mình lo cho tăng ni là một cái hạnh phúc lớn, đó là tăng bảo đó, một trong ba ngôi bảo. Và bây giờ tôi xin đi vào phần kinh, quý vị lật ra trang 647. Trang 647, phần này chúng tôi tự đọc và để trình bày lần lần vì hôm trước họ đọc rồi. Dạ. Nhảy qua khỏi cái đoạn trên, qua đoạn từ 2 trở đi, đoạn nói về 5 căn. Này hiền giả, 5 căn này là mắt tai mũi lưỡi thân. Này hiền giả, 5 căn này do duyên gì mà an trú? Này hiền giả, 5 căn này là mắt tai mũi lưỡi thân. Này hiền giả, 5 căn này do duyên tuổi thọ mà chúng an trú. Đó là cái câu hỏi là hôm trước, thì phần trước mình nói là 5 căn nó có 5 cái hành xứ, cái lãnh vực độc lập với nhau. Nhãn căn là nó đối với sắc trần, nhị căn là đối với thanh trần, nó không lẫn lộn. Chỉ bây giờ 5 căn nó tồn tại, nó sống đó, nó sống như một sinh vật, nó sống, nó làm việc, nó tuyết tịnh, nó làm việc, là cái an trú của nó là vậy. Vậy thì nó dựa vào đâu nó an trú? Nó cơ sở nào để cho nó tồn tại làm việc? Như quý vị biết đấy, 5 căn khi sống nó khác khi chết đó, khi ngủ nó khác khi sống nó khác khi chết nữa. Thì cái 5 căn an trú làm tồn tại để làm việc đó, ngày này qua ngày kia là làm việc đó, thì dựa vào đâu mà tồn tại được? Đó. Cái này là Đức Phật cắt nghĩa hỏi sang chứ không có thần bí gì cả. Thì đây là câu trả lời. 5 căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý là dựa vào cái tuổi thọ để an trú. Tuổi thọ để an trú. Rồi câu hỏi tiếp theo và lạc nữa thì chúng tôi nói luôn. Này hiện giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú? Bởi vì câu trả lời là tuổi thọ, chứ bây giờ tuổi thọ dựa vào đâu để cái tuổi thọ tồn tại? Như là tuổi thọ có người 1 đến 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 50 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, vân vân. Thì cái tuổi thọ đó nó dựa vào đâu để nó kéo dài cái khoảng thời gian đó là an trú như thế? Vì sao tuổi thọ nó tồn tại như thế? Thì câu trả lời là tuổi thọ là do duyên hơi nóng để an trú, hơi nóng trong cơ thể mình nhé, hơi nóng đơn giản vậy thôi, hơi nóng để an trú. Thì câu hỏi chưa dừng ở đó, hơi nóng thì do duyên gì mà an trú? Thì câu trả lời là hơi nóng là do duyên tuổi thọ mà an trú, là hai cái nó có lại với nhau. Tuổi thọ do duyên hơi nóng, còn hơi nóng thì màn sống với gì tuổi thọ mới có, nhưng mà tuổi thọ có thì hơi nóng mới có, chứ tuổi thọ không có thì mà chết rồi thì có hơi nóng đâu, con là nó lành rồi thì không còn nữa. Cho nên tuổi thọ thì do hơi nóng mà có mà an trú, mà hơi nóng thì do tuổi thọ mà an trú. Và câu hỏi tiếp theo, này hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả, câu trả lời là của tôn giả Xá Lợi Phất đó, là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. Nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là hơi nóng thì do duyên tuổi thọ mà an trú. Này hiền giả, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? Ngài nói sao thì tuổi thọ là do duyên hơi nóng, rồi hỏi về cái duyên của hơi nóng thì nói là do tuổi thọ, thì như vậy ý nghĩa nó là như thế nào, thực sự ý nghĩa như thế nào, tại sao lại tuổi thọ nương vào hơi nóng, rồi tại sao hơi nóng lại nương vào tuổi thọ? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời như thế này. Này hiền giả, tôi sẽ cho một ví dụ, nhờ ví dụ ở đây một số người có trí sẽ hiểu lời nói. Này hiền giả, ví như có một cái đèn dầu được thắp sáng lên. Duyên cái tín đèn là do cái tín đèn á thì ánh sáng được hiện ra, rồi do cái ánh sáng mà cái tín đèn được thấy, mình mới thấy được tín đèn. Cùng vậy, này hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trụ, và hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trụ. Đó là câu trả lời giữa cái tuổi thọ và hơi nóng, và cái tuổi thọ là cái cơ sở để 5 căn tồn tại hoạt động đó. Bây giờ mình đi lấy lần lần vào. Thì thứ nhất á, là tuổi thọ là do đâu mà có đó. Thì Đức Phật trả lời là tuổi thọ là do duyên hơi nóng rồi đó, thành thực kỳ duyên, tất cả cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp mà là nghiệp quá khứ tạo thành cái tuổi thọ á, tạo thành con người mình đấy. Cái nghiệp quá khứ là nó biến, nó là chuyện thành con người nằm ở hiện tại rồi, cho nên cái tất cả quá khứ hiện tại vì lai chỉ là nằm đấy con người hiện tại của mình cả, thì cái cứ nó hiện tại mới xét. Thì thực sự ra cái tuổi thọ đó quý vị biết là giống như mình còn cái bánh xe, mà khi mình đẩy, mình tác động cái tay mình vào bánh xe, đẩy vào bánh xe rồi thả cái tay ra khỏi bánh xe, rời cái tay ra khỏi bánh xe, thì bánh xe nó chạy đi được một đoạn,
thì do cái sức đẩy mình tác động vào đó mạnh hay yếu thì bánh xe sẽ đi xa, chạy dài hay là ngắn. Cũng giống như cái hình ảnh mà của một vị tỳ kheo ni đắc a la hán mà ngộ là khi mà rửa chân á và vata chara đó, khi mà rửa chân á, dồi nước rửa chân á, thì cái gạo nước nó nhiều hay ít mà nước nó chảy ra, nó ra đi cát, nó mở một đường đi tới. Nếu cái nước nó nhiều thì cái đường đó nó mở ra dài ra, còn nếu cái nước đó mà ít á, thì đường chảy nó sâu cái bằng dừng lại. Thì cái quá khứ nghiệp của mình tạo thành cái năng lực tâm lý, cái gọi là cái nghiệp lực đó. Cái nào gọi là cái nghiệp dẫn nghiệp nó chuyển qua thành cái đời sống hiện tại, rồi đời sống hiện tại nó chuyển thành cái tri nghiệp, là cái nghiệp mà duy trì cái mạng sống, cái một cái sức mạnh truyền vô như cái sức mạnh cái tay mình truyền vô mình xé, rồi từ đó nó chạy, cuộc sống nó lăn, nó vào cái thân này rồi đó. Thì tất cả bây giờ nằm ở đâu thì mình không nói nữa, không nói được nữa, bởi vì hắn đã nằm trong năm uống về cái sắc thọ tưởng hành thức đi rồi. Thì vì vậy cái câu trả lời của ngài Xà Lợi Phất, ngài không giải thích qua những cái quá khứ đó nữa, mà ngài nói bây giờ thực sự cái tuổi thọ có là biết rất rõ là khi nào con thấy nóng là tuổi thọ con, rồi nói là thấy nóng thì gió đâu mà mình nương tựa vào đâu để tồn tại, thì chừng nào con tuổi thọ thì thấy nóng con đó, rồi chừng nào con thấy nóng con tuổi thọ thấy nóng con, mà chừng nào có hơi nóng thì tuổi thọ con đó, hai cái nào nương với nhau, cái duyên sinh ra như thế này rồi là cái duyên tương duyên với nhau, qua lại với nhau, chứ không có cái đầu tiên đâu, không có cái trước đầu tiên là tuổi thọ đâu, không phải như thế. Mà cái nghiệp ra đi rồi đó, ra bên gia thân thì cái tuổi thọ và hơi nóng đó rồi đó, qua lại với nhau, thì đó là cái cách ngài trả lời. Thì cái trả lời như vậy thì tư duy thông thường thấy rất khó hiểu. Thì ngài ví dụ như thế này, ví dụ cái tuổi thọ là cái tiếng đèn, còn hơi nóng là cái ánh sáng cái đèn. Khi mà mình đốt, có nhờ có cái tiếng đèn mình đốt lên á, tiếng đèn khi lửa chưa cháy lên á, nghĩa là hơi nóng chưa xuất hiện, chưa thành con người sống á, thì cái tiếng đèn đó không ai thấy cả. Bởi vì tối đó, thằng có cái ánh sáng ở trong vùng tối không thấy, thằng lúc đó là không đề cập đến, không nói đến. Nhưng khi bắt đầu thấy có sự hiện diện tiếng đèn, vì sao thấy? Là vì có cái ánh sáng ngọn đèn mới thấy, là lúc đó có hơi nóng mới có cái tuổi thọ, là nó vậy đó. Thành thử ngài nói rằng là vì do ngài nói thì tuổi thọ nướng hơi nóng mà án trụ, rồi hơi nóng nướng tuổi thọ án trụ là như vậy, là khi có ánh sáng ngọn đèn thì cái tiếng đèn được thấy, mà nhờ có tiếng đèn đốt lên có ánh sáng mới có ánh sáng, nhờ có tiếng đèn mới có ánh sáng và ngọn đèn thắp lên đó, thì chỉ như vậy thôi. Tại vì bây giờ nếu như còn một chút ưu tư nào của quý vị khi nghe câu nói này thì cái đó là tập quán của mình, tập quán là mình đi gốc à. Khi nào có dừng lại một chỗ nào đó đầu tiên rồi đi ra cho khỏe à, đó mình hàng hẳn là cuộc sống không có đâu có đuôi, vì không có đâu có đuôi cho nên tuổi thọ có nhiều khi nó làm một nghiệp ác á, cái nghiệp hiện tại đoàn mạng liền, tuổi thọ đất con đó mà mạng vẫn cắt đứt nghiệp, đoàn nghiệp mới xuất hiện, mà có nhiều khi làm một việc thiền cũng cắt đứt nghiệp đó, thì tuổi thọ nó hẳn cũng bất bình, nó vừa như vậy thôi, nó cắt đứt nghiệp. Có nhiều người vì làm việc ác rồi thất vọng chán nản tu tư tuổi thọ như khi con đó mà vẫn chết đó, rồi có những người đã đáng lẽ tuổi thọ hết rồi mà làm việc thiện nhiều họ có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là tu vô đến tứ như ý túc họ có thể kéo dài đến một kiếp đó, tuổi thọ thì vẫn làm chủ được. Rồi các cái pháp đó là bất định cả, duyên sinh bất định à, hiểu theo Phật giáo như vậy là mình thấy duyên sinh bất định. Tuy nhiên là cái tuổi thọ nó bất định, cái hơi nóng bất định, hai cái duyên với nhau. Chỉ có biết rằng khi nào có hơi nóng là có tuổi thọ, khi nào có tuổi thọ là có hơi nóng, như vậy đó. Bây giờ câu hỏi còn tiếp theo, bây giờ quý vị nghe cái chữ này, câu tiếp theo: này hiền giả, những pháp thọ hành gọi là Ayusankara thọ hành là những pháp được cảm thọ Vedaniya, hay là những pháp thọ hành này khác với những pháp được cảm thọ này đó. Bắt đầu đi vô cái thuật ngữ về chuyên môn đấy, nhất là quý thầy quý cô để nắm cái này à, vừa mới nói về tuổi thọ phải hết nóng xong rồi tuổi thọ nó nuôi thế nào nó tồn tại. Chứ bây giờ thọ hành là cái gì? Thọ hành là những cái duyên mà làm cho cái tuổi thọ không có không hoạt động, gọi là thọ hành. Sankhara hành hành động là cái vận chuyển của nó, mình gọi là các cái thuộc tính, các cái duyên đó, các cái duyên mà làm cho cái tuổi thọ hiện hành đó, gọi là thọ hành. Thọ hành này, thọ này không phải là cảm thọ, thọ này là cái tuổi thọ đó. Thọ hành nên cái từ chủ thích là ayu là tuổi thọ, ayu sankhara là hành. Thọ hành này á, chứ bây giờ hỏi như thế này, vậy thì trong năm uẩn của con người á, sắc thọ tưởng hành thức, thì thọ uẩn á
đối với cái thọ hạn này, cái tuổi thọ này á, khác nhau hay là giống nhau? Đó, câu hỏi như thế này. Những pháp thọ hạn này là những pháp được cảm thọ này, đó, là những pháp được cảm thọ này, là cái thọ hạn, rồi mình được biết về cái thọ hạn đó, mình cảm thọ, cảm nhận thọ hạn đó. Thì như vậy cái pháp thọ ha, cái pháp thọ hạn đó và cái pháp cảm thọ là khác nhau hay là giống nhau? Đó là câu hỏi quý vị. Tuy nhiên cái thọ uống ấy, vì cái thọ hành này ấy, từ cái hoạt động của tuổi thọ này ấy, và cái thọ uống ấy, thì là một hay là khác à, để cũng hai chữ thọ đó với cái cảm thọ, mà bởi vì cái thọ hành này có mặt là cũng do cảm thọ nữa, cảm thọ mình biết ấy, mình có mặt à. Thì bây giờ vậy thì cái cảm thọ, cái tuổi thọ, cái thọ hành đó về cái cảm thọ của mình là thọ uống ấy, là giống nhau hay khác? Thì câu trả lời như thế này. Này hiền giả, những pháp thọ hình này không phải là những pháp được cảm thọ này, là câu trả lời rõ. Ngài Xá Lợi Phất trả lời là khác đấy đó. Chứ vì sao mà khác? Này hiền giả, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này, tuy nhiên nếu những pháp thọ hành là cảm thọ thì không thể nêu rõ. Quý vị sửa chữ này trong câu này như thế này, trong bản kinh là không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tù diệt thọ tưởng định. Thì tôi đã tra cứu cái văn bản rồi. Thì quý vị dịch như thế này, quý chú thích như thế này, thì không thể nêu rõ, quý vị sửa ấy, sửa trong bài đó, thì không thể nêu rõ sự chứng đắc diệt thọ tưởng định của vị tỳ kheo. Thì xuất khởi nữa là tôi để là sự chứng đắc đó, sự xuất hiện, gọi là sự xuất hiện là appear, một cái sự xuất hiện appearing là một cái sự xuất hiện của cái diệt thọ tưởng định mà được vị tỳ kheo chứng đắc á. Thì như thế, chỉ xuất khởi để khỏi nhầm sự xuất khởi, chỉ xuất khởi này là ở một nơi nào đó là cùng một nghĩa, nhưng mà mình tránh cái nghĩa đi. Bởi vì khi nhập vô sự diệt thọ tưởng định, xuất khởi tiền thọ định đi ra là gọi là xuất khởi. Còn chỉ xuất khởi này như thế này là sự xuất hiện. Sự xuất hiện chứ không phải xuất khởi. Thành quý vị dịch là dịch như thế này, tôi đọc thì quý vị sửa hay là quý vị chú thích nữa. Thì không thể nêu rõ. Này hiền giải, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này, thì không thể nêu rõ sự chứng đắc, không thể nêu rõ sự chứng đắc diệt thọ tưởng định của vị tỳ kheo. Cuối trang 648, cuối trang 648 tôi đọc lại. Thì không thể nêu rõ sự chứng đắc diệt thọ tưởng định của vị tỳ kheo. Thì vị chạy xong này tôi trình bày. Cái chỗ này là thuật ngữ đó, thì vì kiên nhẫn thì chịu rồi chúng tôi trình bày. Khi mà tìm hiểu của người là tìm hiểu cả tuổi thọ đó vân vân, thì ngài trả lời cái tuổi thọ nó gần như nó là nằm trong năm uẩn, chứ không có gì cả, nhưng mà nó vẫn khác, nó khác cái thọ uẩn, nó khác thọ uẩn. Thì vì sao nó khác? Đức ngài Xá Lợi Phất trả lời là khác. Thì ngài nói thế này, nếu như mà cái thọ hành đó là thọ uẩn á, nếu như nó chính là thọ uẩn thì không thể nêu lên được cái sự kiện rằng là một vị tỳ kheo đã chứng diệt thọ tưởng định. Trong khi đó sự kiện chứng diệt thọ tưởng định của vị tỳ kheo là có mặt. Nhưng mà nếu như nói là giống nhau thì như vậy là sự chứng đắc diệt thọ tưởng định không có, không xảy ra. Nếu như mà thọ uẩn, thọ hành với thọ uẩn là một, thì cái sự chứng đắc diệt thọ tưởng định không thể xảy ra. Mà vì thọ hành và diệt thọ tưởng định là khác, cho nên sự chứng đắc diệt thọ tưởng định mới xảy ra. Thưa quý vị nghe rõ. À, bây giờ tôi nói vì sao? Vì quý vị biết á, diệt thọ tưởng định là gì? Diệt thọ tưởng định là cái định mà nó làm diệt đi cái thọ uẩn và tưởng uẩn. Tuy nhiên những bốn uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức luôn á, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, bốn uẩn đó nó diệt đi. Khi bốn uẩn đó nó diệt đi rồi thì cái thọ mạng, cái thọ hành vẫn còn. Đó. Trong khi cái thọ vắng mặt thì thọ hành vẫn còn. Cho nên vì tỳ kheo mà nhập diệt thọ tưởng định rồi xuất nhập diệt thọ tưởng định được, đi vào diệt thọ tưởng định để đi ra làm Phật sự được. Còn nếu mà thọ hành mất thì là chết rồi. Thì đấy đó, thành cái thọ màng á, nó cũng bị đóng uống đó, nhưng mà có cái gì khác nữa ấy. Cái này là quý vị biết là có nhiều khi cái hướng nó khác với cái hoa. Dù rằng cái hướng là cái hoa nó khỏa ra đó, nhưng mà cái hướng đó lại khác với cái hoa. Đó, hàng có thì khác là vậy đấy. Thì đấy rồi vậy, cái thọ uống, cái thọ hành á, vì thọ uống á, thì hàng cung một cái khối nào đó, một cái nhóm nào đó, nhưng mà thọ uống là khác thọ hành. Là bởi vì khi mà một vị tỳ kheo vào diệt thọ tưởng định á, họ đắc diệt thọ tưởng định là thọ uống vắng mặt, trong khi đó thọ hành vẫn còn tồn tại, còn mặt vẫn an trụ. Đó là lý do mà nói nó khác.
Thưa quý vị rõ. Quý vị nào rõ thì câu tôi nói giang tay. Quý vị nào chưa rõ. Không, mình đi từ từ chậm chậm. Bây giờ tôi nói thọ hành. Thọ hành là gì? Thọ hành là tự nhiên là những cái duyên mà làm ra cái tuổi thọ đó, liên hệ tuổi thọ, thuộc tính của tuổi thọ, những cái mà thuộc tính của tuổi thọ đó, liên hệ cái tuổi thọ làm cho tuổi thọ có mặt ăn thủ đó, thì cái đó gọi là thọ hành. Hành sắc ra là những cái hiện hữu rồi đấy, cái hữu vi, hiện hữu đó thì gọi là thọ hành các bạn. Là liên hệ tuổi thọ rồi đấy, tuổi thọ để duy trì mạng sống, để duy trì hơi nóng nó cơ thể. Trong khi một vị tỳ kheo mà đắc diệt thọ tưởng định thì hơi nóng con cơ thể con đó, con tồn tại đó, nhưng mà thọ uống vắng mặt, diệt thọ tưởng đấy vắng mặt. Bây giờ diệt thọ tưởng định là cái đình mà ở đó không có mặt, thọ uống và tưởng uống, thọ uống bị diệt và tưởng uống bị diệt, vắng mặt trong lúc đó, hoàn toàn không có mặt. Mà cả thức uống hành uống trong đòn vậy nữa, nghĩa là đi bộ uống nó không có mặt. Thì trong khi đó thọ hành vẫn còn tồn tại, địa mà cơ thể tồn tại với hơi nóng tồn tại, nào cái tuổi thọ hơi tồn tại thì hơi thì cơ thể tồn tại. Thì vì vậy chứ vì đó vì chỉ vì hành giả thì khéo đó là mới đắc cái diệt thọ tưởng định đó. Là bởi vì nếu như mà hai cái này là một á, cũng như thân mạng với cơ thể là một vậy. Nếu như thân mạng cơ thể là một thì khi mà chết đi, cơ thể chết đi, thân mạng nó không còn. Nhưng tại sao không còn đi định đổi cái thân khác, đi vào cái thân khác nữa? Lấy chi đi vào thân khác là hiện còn thì lấy độc lập nới, hằng vừa một đó nó vừa khác, đại khái vậy đó. Thì bây giờ đây cái thọ mạng đây với cái thọ uống á là một cái khác, thì ngài trả lời rằng là khác. Ít ra là vì nhớ cho rằng là hai cái khác nhau, giờ để đừng lầm lẫn là mình khó hiểu. Đó, khác nhau cái đã. Và sự khác nhau là chứng minh cho đến khi đắc diệt thọ tưởng định. Vì như có cái sự kiện, nghĩa là khi mà Đức Phật, có Đức Phật ra đời rồi mới có sự kiện khác nhau nên mới thấy. Chứ còn người đời họ biết ở triệt họ Ấn Độ là hồng lẫn lộn hai cái là một à. Nhưng mà khi Đức Phật đi vô diệt thọ tưởng định, ngài thấy rằng khi ta đắc diệt thọ tưởng định là thọ uống mất rồi, lặng đi rồi, tôi cũng lặng đi rồi, nhưng thọ hành vẫn còn tồn tại. Thì đấy, đó là sự khác biệt. Bây giờ quý vị đi qua phần sau thì thấy rõ hơn. Qua trang 649, ngày hiện giả đối thân này, khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ thì thân này được nằm xuống quăng đi vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Đại khái hỏi như thế này, có bao nhiêu cái lý do, bao nhiêu cái duyên mà khi cái thân của mình đang sống, đang hoạt động đấy, thì thọ hành đang làm việc đó mà chết đi. Tuy nhiên bất đồng cũng là việc nữa, là trở thành cái sự chết ấy. Nghĩa là có bao nhiêu duyên bị chết thì có người chết, bao nhiêu duyên. Thì câu trả lời như thế này, này hiền già, đừng nói ngán đấy, mình cũng còn được nghiệp chứ nữa, bởi nghiệp nó đi vô cái thân đây rồi đó. Bây giờ thì quan sát cái thân đây để mình nói nè. Này hiền già, đối với thân này, khi nào ba pháp này được từ bỏ, là tuổi thọ là một, đó tuổi thọ để lại nó thọ hành, để tuổi thọ là một, thứ hai hơi nóng là hai, mà thứ ba thức, ba cái đó mà hắn bỏ cái thân này ra đi á, thì như vậy gọi là chết. Tuổi thọ không còn nữa, hơi nóng không còn nữa, thức không còn nữa, ba cái đó mất đi thì chết. Còn nếu như hơi nóng mất đi mà thức vẫn còn vận động, vẫn còn mặt đó, thì như vậy là cái lạnh của cơ thể, nhiều khi lạnh đến bấm đấm rồi mà đến cực thấp rồi, nó chuyển qua nóng lại, nó chuyển lại thôi. Nếu như nó đến bấm đấm đồ, hạ xuống thân nhiệt bấm đấm đồ mà không trở lên nữa, thì khi đó thức ra đi rồi đó, là thức cũng có mặt nữa, và tuổi thọ là hết rồi đó, là chết đó. Còn nếu như mà cái thức còn có mặt đó mà lạnh, nhưng mà họ còn có cử động với dao động, chỉ biết là còn sống thôi, hơi thở còn vô ra nhẹ nhẹ, cái đó lạnh, cơ thể lạnh, nhưng mà hơi thở còn vô ra, cơ thể còn, nên thức còn có mặt đó, còn thức còn mặt, cho nên thì cơ thể còn làm việc, giống như cái giấy đồng hồ lính giấy, hẳn đứng con cái giấy đó, cho nên con chạy, con dài, thì cơ thể như vậy là thì thân chưa chết, nói như vậy. Ba pháp, vô thọ hơi nóng về thức, khi nào ba cái đó ra đi thì mình chết. Bây giờ hỏi tiếp, ngài hiện giả có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chúng với cái người tỳ kheo đắc diệt thọ tưởng định? Đó, bây giờ có một cái phần thứ hai để quý vị nắm cho vững.
Nhà tòa thượng đỉnh là đỉnh thứ 9, đỉnh cao nhất ấy. Ở trong cái đỉnh này là trí tuệ hoàn toàn xuất hiện, liệu trí xuất hiện, chánh trí xuất hiện. Ở đây mới bắt đầu mà đặt tâm minh chỗ này, lục thông của tâm minh là nằm ở nhà tòa thượng đỉnh này. Cho nên khi nói như thế này, thì bây giờ cái người chết là gì? Là người chết là thức, thọ tưởng hành thức không có là việc, tê liệt cả rồi, có là việc là chết. Tuổi thọ ra đi, hơi nóng ra đi và thức ra đi. Nhưng cái người diệt thọ tưởng đỉnh cũng vậy, thức cũng ra đi, thọ tưởng hành thức ra đi. Vậy thì có khác biệt chứ giữa cái người đắc thọ, diệt thọ tưởng đỉnh và người chết? Thì mình biết rất rõ là mình phải phân tích cho rõ thôi, chứ mình biết là chuyện này khác rồi. Là bởi vì họ chết rồi là không sống lại, chứ người đắc diệt thọ tưởng đỉnh nó xả đỉnh xuất đỉnh là sống. Đó, vì vậy cho nên đây là cái chỗ khác biệt mà mình cần phải nắm. Câu trả lời như thế này: này hiền già, vật chết mạng chúng, thân hành của nó chấm dứt. Thân hành là hơi thở đây này, hơi thở là thân hành, thân hành của nó là chấm dứt, hơi thở là tắt thở rồi chấm dứt, dừng lại. Tâm hành chấm dứt, tâm hành đó là tâm và tứ, gọi là tâm tâm vừa thọ và tưởng đó là tâm hành. Tâm hành chấm dứt, còn khẩu hành á là tâm và tứ, tâm và tứ là khẩu hành. Cái vì rõ cái tâm, vì sao tâm tử là khẩu hành không? Khẩu hành là mình nói, khẩu là cái miệng nói ấy. Nhưng mà tâm tử là bởi vì tư duy, tâm tử là hoạt động của tư duy. Nhờ có tư duy đã mà nói, không có tư duy này không nói được. Cho nên chỉ về gọi là tâm tử, gọi là khẩu hành. Là hay nói khác đi, tư duy là một cái cách nói âm thầm, từ nói với mình, nói thầm lặng gọi là tư duy. Thì cũng nói thôi, cũng khẩu hành rồi thôi, mà nói thầm lặng. Cho nên chỉ hơi thở gọi là thân hành. Vì sao hơi thở gọi là thân hành? Là bởi vì hơi thở nó thuộc thân, nó hoạt động của thân gọi là thân hành. Thì mình chỉ nói ba cái vấn đề: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Tâm hành là thọ và tưởng, là đấy là những bộ phận hoạt động của người tu đó. Bộ phận hoạt động là hơi thở, tâm tử và thọ tưởng nó hoạt động. Thì cái người mà chết á là mấy cái phần này không hoạt động nữa. Thân hành chết, khẩu hành diệt và tâm hành cũng diệt. Mà cái người diệt thọ tưởng đỉnh á thì khẩu hành cũng diệt, thân hành cũng diệt, khẩu hành cũng diệt mà tâm hành cũng diệt. Nghe ra gần giống nhau. Là bởi vì sao? Đắc diệt thọ tưởng đỉnh, hơi thở không còn được, ngưng hơi thở hoàn toàn, mà về mà cơ thể còn sống. Thì cái này là một cái thực tế mà phải chứng ngộ mới biết. Chứ con nói ra là có vẻ là phi khoa học, là phi logic nữa. Là bởi vì hơi thở ngưng, tư tưởng ngưng, thọ tưởng ngưng, thì ở đó là họ đắc diệt thọ tưởng đỉnh, đắc đại thừa. Bây giờ mình đi vô lần giống nhau ở cái chỗ tượng là thân hành diệt, người chết cũng thân hành diệt, thân hành không còn, khẩu hành không còn, tâm hành không còn. Nhưng người đắc diệt thọ tượng đỉnh, thân hành cũng vắng mặt, khẩu hành cũng vắng mặt và tâm hành cũng vắng mặt. Nhưng chỗ khác là chỗ nào? Thì việc rồi phải nào? Vì sao mà nói tuổi thọ và hơi nóng là vậy? Là vì sao? Là vì khi mà người chết là tuổi thọ dứt và hơi nóng dứt. Còn cái người đắc diệt thọ tượng đỉnh khi đang tù vậy, khi xuất cũng vậy, hơi nóng còn, tuổi thọ còn, đó là điểm khác. Cái chỗ để mình phân biệt được cái người đắc diệt thọ tưởng đỉnh và cái người mà chết ấy, hai cái giống nhau ở chỗ là thân hành, khẩu hành, tâm hành không hoạt động. Mà còn người diệt thọ tưởng đỉnh á, người chết ấy, thì hơi nóng mất, tuổi thọ mất, thức ra đi. Còn cái người đắc diệt thọ tưởng đỉnh á, thức còn nằm đó nhưng mà họ không hoạt động nữa thôi, thức còn nằm đó, nó không ra đi mà hơi nóng còn đó và tuổi thọ còn đó. Có thì họ mới xuất diệt thọ tưởng đỉnh. Cho nên để ngang đây là một bài học lớn cho mình. Đây là bài học rất lớn để mình đừng, không phải là cái thức là quan trọng và cái thọ là quan trọng và cái hành là quan trọng đâu. Về cái tượng, về tư duy là quan trọng. Quý vị thấy này, tất cả những cái đó là cái mình cần phải từ nó ra đi, từ bỏ ra đây nếu mình muốn đi vào giải thoát. Mà người đời là tất cả mình ngay bây giờ mình cũng vậy, mình quan trọng về tư duy dễ sợ lắm. Kiến thức của mình là nằm lúc hoạt động tư duy cả. Nhiều khi mình hạnh gì mình tự hào về cái sự nghiệp tư duy của mình. Đó, tư tưởng của mình, tư tưởng tư duy đó là về tâm tử đó, là thuộc khẩu hành. Tuy nhiên là mình cũng quan trọng lắm, gần như cuộc đời của mình là loàn chỗ đó, nó quyết định tất cả. Rồi cái quan trọng nữa là cảm thọ, mình đi tìm hạnh phúc là đi cảm thọ lạc. Gần như cả một sự nghiệp của mình là đi tìm cảm thọ lạc, cái đó thuộc tâm hành. Nhưng mà nếu như mà đây là sự thật á, đây là chủ quyền của con người thì còn bao giờ đi vào giải thoát được. Chính đây là những cái mình phải từ bỏ ra đi, thân hành, khẩu hành và ý hành phải từ bỏ ra đi. Riêng thân hành không, mình đặt thành nói là bởi vì con hít thở con sống thì mình tiếp tục mình làm việc Phật sự, còn hết thì mình liền đi cái thân khác mình làm việc. Nhưng mà cái thọ phải ra đi khỏi cái thọ, phải ra đi khỏi tự nhiên là gì?
rời khỏi ngũ uẩn thì mới có thể đắc diệt thọ tưởng định. Chỗ này mới trí tuệ. Trí tuệ là phải thoát ly khỏi ngũ uẩn. Thoát ly khỏi ngũ uẩn là gì? Là thoát ly khỏi sự chấp thụ ngũ uẩn. Thoát ly khỏi sự chấp thụ ngũ uẩn. Bởi vì một vị chỉ ngồi với Đức Phật rồi ngũ uẩn mới còn đó, nhưng mà chỉ vắng mặt sự chấp thụ, sự chấp vắng vắng mặt sự chấp thụ năm uẩn, năm uẩn còn đó. Khi mà năm uẩn còn mà mình đắc cái diệt thọ tưởng định rồi mà để đắc tâm minh á, thì như vậy là gọi là còn cái hữu duy, thì phần còn lại rơi rỡ còn lại là cái thân này. Vì cái thân này nó liên hệ với cái thời pháp giới này, cho nên chỉ hẳn còn bị hề lụy về thời tiết, hề lụy về thức ăn, hề lụy về bao nhiêu chuyện thay đổi trong cuộc xã hội là bị hề lụy. Hề lụy theo, nhưng mà cái tâm thì không hề lụy nữa, cái thân còn hề lụy, nhưng tâm là giải thoát hoàn toàn bởi vì không còn chấp thụ nữa, cho nên giải thoát. Cho nên một người giải thoát là giải thoát cái tâm, còn cái thân nó đã còn hề lụy về cuộc đời. Vì vậy cho nên khi Đức Phật khi dùng cái nắm độc á, gần mấy cái tháng cuối cuộc đời ngài dùng cái nắm độc là ngài đi chạy, mà cái nắm đó là đó hề lụy là vậy. Hẳn là cái nắm độc với ai rồi phải đi chạy cả đấy, Thế Tôn cũng phải đi chạy mà thôi. Cái hề lụy về cái sắc chất là vậy nè. Nhưng mà bởi vì ngài là có đại thần thông, chứ phải là thời điểm nhập niết bàn, nó nhờ đó mà ngài còn tồn tại mỹ tháng, ngài vượt qua cái cơn đau chạy đi chạy đó, ngài tồn tại mỹ tháng. Chứ còn người khác thì dùng là chết ngay chứ không thể sống được. Thì quý vị biết rằng là rõ ràng năm uẩn không phải là quan trọng lắm, mà mình cái vấn đề năm uẩn nó hoạt động là do chấp thủ, do ái và thủ đó. Mà nếu như mà trừ hết chấp thủ thành cũng đường tú của mình á, không có nói chi vấn đề cái thân năm uẩn này, mà vẫn nói về mình đứng đối mặt và đối thoại với cái chấp thủ năm uẩn. Chừng đó thôi, là lộ trình tú là để đối trì với cái chấp thủ. Và đi vô diệt thọ tưởng định là đối trì hoàn toàn chấp thủ, cho nên diệt năm uẩn không làm việc nữa, chỉ còn cái thân sắc đó thôi, còn cái thọ mạng, còn tồn tại, còn duy trì đó, hơi thở, còn hơi nằm, còn duy trì đó, nhưng mà hành thọ tưởng hành thức là không có làm việc nữa, bị khống chế hoàn toàn, không có làm việc nữa. Nhưng mà nếu như quý vị nói nghĩ rằng là vậy thì làm sao quan niệm nổi khi mình ở trong một cái chỗ mà thọ tưởng hành thức có mặt, làm sao mình có? Thì cái đó là do cái thói quen của mình thôi, bởi vì mình đồng hóa, thường mình đồng hóa, mình bị nắm uẩn. Cho nên nghe nói mấy uẩn kia không có mặt là mình tưởng mình mất rồi. Nhưng thực sự ra đi vô sự thật á, đi vô tu, vô diệt thọ tưởng định mới biết rằng chính rời khỏi cái mấy uẩn đó, hơi mới đi vô diệt thọ tưởng định để có chánh kiến, để đắc chánh kiến, đắc tam minh và lục thông. Diệt thọ tưởng định là vậy, cái định mà nó làm cho tê liệt hoạt động của mấy uẩn, hoàn toàn kiểm soát tất cả hoạt động của mấy uẩn, không chấp thụ mấy uẩn nữa. Thế quý vị có khó hiểu không? Thế quý vị nào thấy mà dễ hiểu thì giơ tay cho mình. Yeah. Em mong quý vị đi tới về đọc thêm. Bởi vì vô tiểu kinh Phước Quảng là hoàn toàn đấy là cuộc đối thoại sẽ lặp lại nữa. Mà để mình biết cái trí tuệ của một vị tỷ kheo đi 27 tuổi thôi. Tuy nhiên bởi của chồng chứ của con mà. Để quý vị biết là để có niềm tin mình cũng vào được. Cái bà Visakha đã nói thế này: ông Visakha phải vô được thì mình cũng vô được. Bây giờ mình nói bà nó vô được thì mình cũng vô được. Thực ra là cái nắm uống là bồng mì lắm. Mình tỉnh ấy, có trí tuệ học kinh như thế này, mà khi tỉnh là từ đồng ra nắm uống mình biết rồi. Không có nắm uống có, nó có là khi mình chấp rồi ấy, thì mình có hiện diện rồi. Vì không chấp rồi là nó có như không, nó có như mấy chơi cũng có đó, hoa nở cũng có mấy chơi đó mà như không. Mình vẫn có cái trí đó độc lập ngoài những cái đó, chứ không phải đi vào cái chỗ trống không đâu, mà chỗ này là diệt thọ, chỗ này mới gọi là trí tuệ. Nếu như quý vị mà đi vào khoa học thì nó cũng khó như thế này mà thôi. Vô học là vô những cái Phật quan hoàn toàn vô lý, mà từ những cái vô lý đó mà đi đến những thành quả của vệ tinh bay trên trời rồi, nó đi từ hành tinh đi qua hành tinh kia, nó phải hoàn toàn phi logic. Mà cái logic của mình là để buôn bán, để mà trao đổi thì bầu thì bí rồi thôi, chứ con không có dùng được trong cái xã hội đó. Vô cái thế giới vật chất đó là đã phi logic rồi. Mà quý vị đã trong cuộc sống, quý vị kinh nghiệm rồi, có nhiều khi hẳn cái vô lý chừng nào thì là cuộc sống chừng đó. Quý vị thấy rõ rồi phải không? Quý vị kinh nghiệm yêu vì ghét là vô lý hoàn toàn đó. Thì người ta tự nhiên người thấy lên đâu, tức làm chi đâu mà ghét này, thì cái người nặng á, thì vô lý. Con thấy người ta tự nhiên tìm xét hay gì, thấy người ta tự yêu liền mà cũng như vô lý, chuyện này là chuyện vô lý cả. Đó, nhưng mà đó là sự sống.
Đó, thành thử đừng có bận tâm cái hữu lý này, cái hữu lý này, nó giúp cho mình để làm những để trật tự đúng xã hội, cuộc sống xã hội mà thôi. Còn đi vô cái lãnh vực tâm linh và đi vô sự thật của cuộc đời là hoàn toàn phi lý. Khoa học là một cái lộ trình mà cứ phủ nhận thôi, phủ nhận những cái lý cũ là đi vào cái lý mới, tức như lý cũ sai à, hắn đi vào cái lý mới, mở ra những cái phương trời mới, nhưng mà đều bị giới hạn cả. Tuy nhiên là vẫn đóng cái lý nào đó vẫn còn giới hạn. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật chỉ vào cái cảnh giới đi vào, và cảnh giới nằm ngay trong tâm mình á. Vì cái đòi hỏi quan trọng còn lại là mình thực nghiệm hay không. Thực nghiệm là thấy. Tôi sẽ đi tới lực lần để lạc nữa, tôi đi lưu lại. Này hiện giả có bao nhiêu duyên để chứng nhập tấm giải thoát bất khổ bất lạc. Đó, bây giờ bắt đầu đi vô lần lần ạ. Quý vị học rồi đó, gần 20 băng rồi, 20 kinh, mười mấy kinh rồi đó nè. Mà bây giờ chị hỏi như thế này, có bao nhiêu tâm, bao nhiêu duyên để chứng nhập cái tâm giải thoát bất khổ bất lạc? Quý vị biết bất khổ bất lạc là gì rồi đó không? Bây giờ tôi đọc câu trả lời này. Này hiện giả có 4 duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Có ở đây này hiện giả vì tỳ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ ứ đã cảm thọ trước chứng và trụ thiền thủ tứ không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, đó là bất khổ bất lạc. Này hiện giả do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Đó. Vô cái chỗ bắt đầu là khó rồi đó. Chỗ này để quý vị biết nó sẽ mở ra nhiều chỗ cho mình ngẫm. Nó có hai cái trạng thái tâm lý bất khổ bất lạc, còn trạng thái là những người bị mất cảm thọ, mất cảm giác cũng nghe khổ lạc, tiếp tục tê vô là bất khổ bất lạc thôi. Vì vậy đó là trạng thái phàm phu bình thường thôi, cũng bất khổ bất lạc. Có những cái trạng thái vô kỹ, nhưng ở trong cái trạng thái mà cũng bị vui thì buồn mà quý vị có kinh nghiệm rồi, đi qua rồi. Cái đó là cái trạng thái đó nếu nhìn kỹ là khi mà vô bất khổ bất lạc đó là si rồi. Bởi vì khi mà lạc lên là tham khởi, mà khổ lên là sân khởi, mà bất khổ bất lạc là si loài mặt ra đó rồi. Si là vô minh đấy, vô minh loài mặt ra đó rồi. Nhưng mà bất khổ bất lạc đây không phải si tuệ. Đó, thành thứ hai cái thái độ, cái tướng bên ngoài giống nhau, khoảng giống nhau, mà cái nội dung khác nhau. Thì vì đấy đó, vì cái bất khổ bất lạc là gì? Là có bốn duyên để đi vào cái tâm giải thoát bất khổ bất lạc này là phải là trừ rơi khỏi lạc, xa khổ xa lạc, diệt thị diệt ưu, thì khi đó mà đi vào. Tự nhiên khống phu, chế ngừ cái cảm thọ, khi cảm thọ lạc lên mình chế xa đi, cảm thọ khổ lên mình xa, cảm thọ thị ưu lên mình xa hết cả. Ở trong cái trạng thái xả lâm chu đó thì cái đó là gọi là trạng thái tâm lý giải thoát bất khổ bất lạc. Còn cái trạng thái tâm lý của cái người hướng tu á, mà bất khổ bất lạc là trạng thái nó không phải là giải thoát, không phải là trạng thái giải thoát bất khổ bất lạc, mà trạng thái trói buộc bất khổ bất lạc, hai khác nhau. Vì thấy đó, cái tướng ngoài giống nhau. Thì câu chuyện này thì vì khi đọc câu chuyện vị thiền sư, người thiền sư đang ngồi uống trà thì hai ông điều lên vén rèm á, ông nói một được một mất. Nghe bị hiểm quá rồi, nói ngốc ngươi chứ bị hiểm. Tại là ông ở vì tấm lý thì chữ ngươi biết là mọi chuyện tẻ ra vừa giống nhau vừa khác nhau, phải không? Cũng đây có hai cái. Thành ra một được một bậc, hai người cũng đều giống nhau, làm việc giống nhau, đều cuộn rèm mà ông được ông bậc ông trúng đầy. Đó, thì ông thì si, thì ông bất khổ bất lạc si nữa. Còn vì ông bất khổ bất lạc này là tấm giải thoát, mà không phải bất khổ bất lạc, còn nhiều chuyện nữa, tương tự vậy nè. Thằng có hai cái càng phải. Một cái người mà bác học á thì hay lãng trí, người lãng trí không phải bác học mà cái sự lãng trí biểu hiện bên ngoài gần như giống nhau nha. Thành thì đó hai cái mà một được một bất, đó là vì thiền sư đứng diễn tả thì chứng nhận tâm linh của mình đó, nó có một được một bất chứ không phải bị mình. Ông đi qua một cái trạng thái người nào mà nghe như vậy mà cười sửa lòng là đúng đồng điều vì ngài thiền sư đó rồi, là tự nhiên cũng chứng nhận tâm linh được mấy chuyện đó rồi. Thì vì vậy mà khi núi sáu tu rồi mà núi lên núi là khác, cùng núi gà như cái núi của đây khác, hay núi với cái lúc chưa tu là khác. Cái lúc chưa tu là ánh si, ánh si của người trời buộc, con cái núi này là núi giải thoát đó. Nó thấy khác, mà tâm lý khác, mà đó là chưa nói quý vị chưa thấy đi vô cái thế giới của cảm xúc nữa. Thôi chỉ nói gì nữa, cảm xúc là thế giới là hạnh phúc lắm, mà là đặc biệt lắm, rung động đặc biệt lắm. Chứ không phải là nói đơn giản nghèo nàn như thế, ngôn ngữ nghèo nàn như thế này đâu. Nó khác là chỉ nói được để cho mình biết là nó khác rồi thôi. Để cho mình men mà đi tìm, để đi vào. Và đừng lầm lệnh. Nhưng có nhiều khi đi vô, diện tạ, diện thọ tượng định là không có thọ hộ tượng. Một cái người không có thọ hộ tượng chứ cả để tượng mình đã đặt diện thọ tượng định rồi đó. Thật ra là lúc này, tại vì cái chỗ đó là chỗ giải thoát. Tôi sẽ đi tiếp.
tướng, cái tướng ngã tướng giới, cái thế giới của các ngã tướng. Tạc ý cả bây giờ không tạc ý như thế nữa, mà tạc ý vô ngã tướng. Đã. Thì như vậy thì gọi là vô tướng tâm giải thoát. Khi mà tạc ý vô ngã tướng thì tham sân si không khởi, không bị trói buộc bởi tham sân si, thì tâm lý ở trong trạng thái giải thoát hoàn toàn. Đó. Ở một mức độ nào đó chưa toàn diện, nhưng tùy theo mức độ công phu mà nó xuất hiện, thì cái này gọi là vô tướng tâm giải thoát. Tạc ý như vậy thì nghĩa là khi mình mà tạc ý tất cả vô ngã tướng ấy, thì tất nhiên là không tạc ý cả ngã tướng rồi, hai đó mà thực sự là cũng một. Nhưng mà cái bước đi ấy, là thực hết ấy, là mình cố ngừng đi đặng ngừng cái tạc ý cả tướng, bởi vì cái đó không phải là muốn mà được liền. Hắn cứ cái thói quen gọi là cái ứng mình nghĩ cái tướng mình nghĩ được, nghĩ là phải nghĩ đến tướng suy nghĩ của mình ấy. Nhưng mà mình biết cái tướng đó là hư vọng rồi thì nói đừng nghĩ nữa, cứ nói vậy thôi. Thì nó dừng bởi cái đa sống á, cái lăng vi tan của cái tư duy về hội ngã, nó dừng cái đã. Rồi bắt đầu khi đó mình mới có điều kiện để tập trung và bắt đầu tạc ý vô ngã tướng mới thành tựu. Tạc ý vô ngã tướng này gọi là có hai duyên. Này hiền già, có bao nhiêu duyên để an trụ vô tướng tâm giải thoát? Đó, bây giờ để được tướng tâm, vô tướng tâm giải thoát là có hai duyên đó. Bây giờ làm thế nào để an trụ? Này hiền già, có hai duyên để vô tướng tâm giải thoát xuất hiện nè, là không tạc ý cả ngã tướng và tạc ý vô ngã tướng. Chứ bây giờ có bao nhiêu duyên để an trụ, nó khởi lên thôi, nhưng mà làm thế nào để mình an trụ, con tồn tại là có mặt với mình hay là mình có mặt với nó, trong cái tâm vô tướng tâm giải thoát đó. Tuy nhiên là để an trụ vô tướng tâm giải thoát đó, để cho nó trụ lại. Tuy nhiên là khi nó trụ lại gọi là định á, con hẳn mà lấy việc nó phải định, có biết đó, có kinh nghiệm đó, nhưng phải định. Khi mà trụ lại thì định đó là định sâu, định càng là chỗ đó. Anh trụ là bao lâu, trụ theo ý muốn mình hay không, thì cả đó là định là vậy. Thì bây giờ như thế này là có bao nhiêu kỷ duyên, thì như vậy ngài trả lời có ba duyên để an trụ vô tướng tâm giải thoát. Thứ nhất là không tạc ý nhất thiết tướng, là tạc ý vô giới tướng, vô tướng giới là hai cái duyên vừa rồi đó. Nhưng muốn an trụ là có thêm thứ ba, và một sự sửa soạn trước. Thì sự đó là gì? Đó là sự tu tập tác ý nhiều lần, làm nhiều lần, ngăn cho cái tác ý ngã tướng đừng lên cái đó. Cho đến khi nào tê liệt ấy, thì hoạt động đó nó tê liệt, nó mệt mỏi, nó tê liệt, nó chìm lặng đi đã. Rồi tập cái thói quen tác ý vô tướng ngã tướng giới cho thuần đã. Như đó là một sự sửa soạn và một sự soạn trước thì mới an trụ được. Còn nếu như không thì chỉ khởi lên rồi thôi. Có khi mình thấy nó khởi lên nhưng không an trụ được. Thì muốn an trụ đấy là cần có một sự sửa soạn trước. Nó vậy thôi. Còn hỏi vì sao như thế thì là câu trả lời là xin đừng hỏi tại sao, bởi vì đấy cái pháp nó vậy thôi, chứ hỏi tại sao gì, có cái bài hát gì đó, xin đừng hỏi tại sao. Nó là vậy mà nó hay lắm, là bởi vì rất sự thật là không có lý do đâu, cái pháp vậy thôi. Nước chỉ xuôi là cứ chỉ xuôi thôi, chứ đừng hỏi tại sao. Còn hỏi tại sao là muốn trả lời câu hỏi đó là phải đắc gì giác ngộ phần đó, là bởi vì liên hệ một vàng dương nghĩ làm sao mà trả lời cho hết chỗ đó. Phải, khó lắm, hẳn làm đâu mà nói liên hết được. Nhưng câu hỏi tiếp theo, này hiền già, có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát? Này hiền già, có hai duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát. Làm cho khởi lên này, xuất khởi. Tác ý nhất thiết tướng và không tác ý vô tướng giới, hoặc là chưa có làm cho khởi lên, hoặc là đứng an trụ trong mà đi ra khỏi cái tâm đó, bởi vì đi vô đi phải đi ra này chứ. Để khi mình cần mới ăn, muốn trụ lên trụ, mà muốn xuất lên xuất, thì muốn xuất ấy, thì có mấy duyên, thì chỉ hai duyên. Thì đi vào hẳn cần ba duyên là có sự sửa soạn, nó đi ra là đã thành tựu rồi, sửa soạn chi nữa. Thành đi ra là chỉ có tạc vì hai duyên thôi, tạc ý lên thì tạc ngã tướng, để cho cái tâm nó trở về bình thường ấy, nó đi ra khỏi định liền. Ra khỏi cái định đó là tạc ý cái nhất thiệt tướng là định từ tiêu. Tạc ý nhất thiệt tướng là định nó từ tiêu, định đó nó từ lặng, mình ra khỏi cái định đó. Tác ý như thiệt tướng và đừng có tác ý vô tướng giới, ngược lại thì như vậy là xuất khởi. Này hiện giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này, vô tưởng tâm giải thoát này, những pháp này nghĩa sai biệt, danh sai biệt, hay là nghĩa đồng nhất và danh sai biệt như thế nào đó? Quý vị thầy bắt đầu rối loạn á, quý vị nhất là quý thầy cũng có học thuộc mấy cái này và để mình nắm cho thử rõ. Thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát nè, thứ hai là vô sở hữu tâm giải thoát nè, thứ ba là không tâm giải thoát nè, và thứ tư là vô tưởng tâm giải thoát nè. Bốn cái
vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tưởng tâm giải thoát. Thì câu hỏi có bốn tâm cái này, trước hết có bốn cái tâm giải thoát, có bốn cái trạng thái tâm lý giải thoát, có bốn cái thành tựu của bốn cái công phu giải thoát. Đi đến cái giải thoát tâm lý đó, có bốn cái trường hợp nó hiện ra khác nhau, là vô tưởng tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tưởng tâm giải thoát. Vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tưởng tâm giải thoát. Bây giờ vô lượng tâm giải thoát là gì? Đó là từ bi hỷ xả, từ vô lượng bi, vô lượng hỷ, vô lượng xả, vô lượng. Ai an trụ trong bốn cái tâm này là tâm giải thoát, không vướng mắc. Từ bi là có cái ngã luôn được, có thích bốn cái ngã. Thở tâm là dài, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả khắp cả mười phương thế giới của con mình vô đó mà trói buộc là giải thoát hoàn toàn. Thiếu bất kỳ cái đối tượng để mà làm thế nào rồi không còn nữa, giải thoát. Nhưng mà cái tâm mình phải hiểu vô lượng tâm giải thoát, tự tố lượng tâm giải thoát nó khởi lên lúc nào. Có hai cái cấp độ để nó khởi mà trong bản kinh này thì không nói, nhưng mà trong cả bản kinh khác á có nói là rõ. Hoặc là từ ở tứ thiền, bản kinh mình đi qua rồi có nói phần này này. Hoặc là từ tứ thiền xác định, đắc tứ thiền xác định vào phá khởi cái tâm, dẫn cái tâm vào từ vô lượng bi, vô lượng hỷ, vô lượng xả, vô lượng, gọi là từ vô lượng tâm giải thoát này, để mà đi vào cái giải thoát tự định, đi vào để mà phát khởi trí tuệ đấy. Đó là có từ bi hỷ xả, đó là một từ tứ xác định để mà khởi, làm cho khởi xuất khởi cái tâm từ vô lượng bi, vô lượng hỷ, vô lượng và xả, vô lượng. Thứ hai là hoặc là đi tu đi định từ cho từ dưới bốn sắc định cho đến vô sở hữu xứ định, ba định của vô sắc nữa, rồi từ dừng lại ở định vô sắc mà tu, từ đấy mà tu từ vô lượng bi, vô lượng hỷ, vô lượng xả, vô lượng, thì còn đó gọi là vô lượng tâm giải thoát, khác rồi phải không? Thành thử cái cấp độ thứ hai này á, là phải đắc vô sở hữu tâm giải thoát là rồi dùng cái tâm vô sở hữu tâm giải thoát mà đi tới, mà đi tới để thành tựu cái từ vô lượng tâm giải thoát. Vì thế thành này khác biệt đó. Thành thử ở đây này, đây là tôi nói sự khác biệt trước đã. Tuy nhiên là danh khác biệt và nghĩa khác biệt. Tôi nói cái nghĩa khác biệt trước, cái nghĩa giống nhau sau. Như vậy là tu tứ thiền xác định để tu tứ bi hỷ xả thì gọi là vô lượng tâm giải thoát. Từ vô sở hữu xứ định tu tứ bi hỷ xả đó cũng gọi là vô lượng tâm giải thoát. Và như vậy là khác. Bây giờ vô sở hữu tâm giải thoát là quý vị biết là thì tâm đó là tu ở trong cái định mà định thứ bảy đó, là định thứ ba của vô sắc giới đó, không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Thì muốn tu thì vô sở hữu xứ phải thành tựu thức vô biên xứ, thì vận dụng dẫn cái tâm thức vô biên xứ đi vào cái vô sở hữu xứ. Đó, thành tựu khác nhau rõ ràng, nghĩa khác nhau và nội dung cũng khác nhau, nội dung cái tâm lý nó khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Là ở cái chỗ này ấy, là muốn đi vào vô sở hữu tâm giải thoát là phải có đắc được cái thức vô biên xứ đã, rồi từ định thức vô biên xứ đi vào cái vô sở hữu xứ định, đó là vô sở hữu tâm giải thoát. Vô sở hữu tâm là thấy không có gì cả, thấy không có gì cả là giải thoát của việc rồi, không có gì cả là cái giải thoát. Mình có nhiều thì khổ nhiều, có ít khổ ít. Còn cái tứ vô lượng tâm giải thoát là vậy đó, hoặc là tứ thiên xác định. Tuy nhiên ở cấp độ giải thoát định này là thấp hơn đó, mà tu từ vô lượng tâm giải thoát, nhưng khi thành tựu vẫn sâu, và thành tựu đi vô diệt thọ tưởng định thì vẫn sâu. Đó, tu từ vô lượng tâm giải thoát để đi vào cái diệt thọ tưởng định, hoặc là từ vô sở hữu xứ định tu từ vô lượng tâm để đi vào diệt thọ tưởng định để mà đắc chánh trí, đắc tâm minh và lục thông đó, là chỗ đó, là chỗ đó là tuệ. Tuy nhiên là để đi vào tuệ mấy tâm giải thoát này nè, là để đi vào tuệ tâm giải thoát, để đi vào tuệ giải thoát, vào diệt thọ tưởng định là để có tuệ giải thoát. Còn cái chặng đường đầu này á, là gọi là tâm giải thoát, nhưng khi đi vào diệt thọ tưởng định thì lúc đó gọi là chánh trí xuất hiện, gọi là tuệ giải thoát. Đó. Bây giờ vô tưởng không tâm giải thoát là gì? Đó. Thì không tâm này, tâm không á, tâm không này là không có, không phải là không có. Tâm không là gì? Là cái tâm của một vị mà không tác ý ngã sợ. Cái gì là mình về của mình thế đó, hoàn toàn vì an trụ cái này không phải là tôi, không phải của tôi, mà để nhường nhuyễn đắc cái là thì không có ngã sợ. Như vậy gọi là không tâm giải thoát. Tâm giải thoát không vướng vô ngã sợ nữa, cả đó gọi là không tâm giải thoát, là bởi vì không vướng vô các ngã gì hết đấy. Nhưng mà là hoặc còn, vì thấy đó là hoặc còn, tâm giải thoát tôi chưa được có tùy giải thoát, bởi vì đúng khi có tùy giải thoát thì lậu hoặc mới dứt hết. Thành vô sở hữu tâm giải thoát lậu hoặc còn, tứ vô lượng tâm giải thoát lậu hoặc còn, mà không tâm giải thoát lậu hoặc còn,
nhưng mà khác nhau ở cái đối tượng trú, tâm trú khác nhau. Đó là nghĩa khác nhau, danh khác nhau và nghĩa khác nhau luôn. Là vì khi còn lầu hoặc ở trong tam giới sinh tử mà có cái khác, chứ vô cái chỗ mà sự giải thoát rồi đâu có khó khác nữa, chỗ đó chỗ giống nhau. Vì thế đó, còn ở cái chỗ mà đứa con tú đây này, con hành á, là hàng gọi có khác biệt. Đó, còn cái mà vô tưởng tâm giải thoát là vừa rồi mình nói đã tạc ý vô ngã tướng, vô ngã tướng giới, và không tạc ý các ngã tướng giới, thì thế giới của ngã tướng đó, thì như vậy là gọi là vô tưởng tâm giải thoát, là khác nhau, nội dung khác nhau và mức độ giải thoát khác nhau, trạng thái tâm lý khác nhau, gọi là danh sai biệt và nghĩa sai biệt. Nhưng mà chỗ nào là cái đoạn tiếp theo á, là quý vị biết chỗ nào là giống nhau, thì đoạn này dài tôi nói thôi quý vị về đọc. Là nếu như với một vị mà đã là hạng rồi á, vì đó là gì, là trừ tất cả là hoặc tham đoạn tận, sân đoạn tận, si đoạn tận, thì khi đó mà vì đó mà trụ trong vô sự tâm giải thoát á, là như Đức Phật á, với ai nhập viện ai còn vào sơ thiền ra, tha thiền ra sơ thiền, vào nhị thiền ra nhị thiền đó, vào sơ hữu xứ, thì khi bây giờ một quý vị mà diệt lộ hoặc mà an trụ trong cái vô sự hữu xứ á, thì cái lúc bây giờ cái tâm trở thành là tâm giải thoát vô lượng rồi, thành giống nhau, tất cả trở thành vô lượng hết, giống nhau, không vô lượng. Mà nếu như vị này trụ trong tu vi hỷ xả, đại tu đại bi này hỷ xả, thì bởi vì diệt trừ lậu hoặc rồi, tham sân si không còn nữa, không còn có gì ngăn chặn nữa, cho nên chi hẳn hoàn toàn đi vào cái chỗ vô biên vô lượng rồi, vô lượng giải thoát luôn. Và nếu như vị này trụ trong cái tạc ý với ngã tướng, không tạc ý ngã ngã sở, nhưng với cái tâm hoàn toàn đoạn từ tham sân si rồi, là không còn cái chi giới giới ràng buộc nữa, cho nên cái tâm đó tuy là không tạc ý ngã ngã sở, không chấp vào ngã ngã sở, nhưng cái tâm đó là tâm vô lượng, cũng giải thoát vô lượng. Đó, mà nếu như vị này tạc ý về thì vô tưởng tâm giải thoát á, tạc ý vô ngã thì vị này cũng là vô lượng. Còn mình tạc ý vô ngã là phàm phu này, thì hữu học tạc ý vô ngã cũng hữu học. Nhưng bậc vô học tạc ý vô ngã thì các vị đó là tâm vô lượng. Cho nên khi nếu như với một vị mà đắc là hạng rồi, đoạn trừ là hoặc, thì bốn người tâm này là danh sai biệt nhưng mà nghĩa giống nhau, nghĩa nội dung giống nhau. Hàng chữ đó thôi để mình biết là vì vậy mới có sự khác biệt. Hồi nãy mình nói đó, có hai người, một người đắc diệt thọ tưởng định, và một cái người mà gọi là không có thọ xí đấy, không có thọ tưởng làm việc ấy, hay là cái sự chết ấy. Hai cái tướng ngoài giống nhau nhưng mà nội dung khác nhau đấy, thì đấy cũng vậy, đấy cái tướng của các cảnh giới này cao hơn thôi, hẳn cũng vậy thôi, nhưng mà cái tướng ngoài ấy, khác nhau, nhưng vào trong cái nghĩa không giống nhau, là bởi vì đối với bậc giải thoát hoàn toàn rồi thì giống nhau. Quý vị thấy cái phẩm kinh này hay lắm, để thêm cái tài liệu quý vị khi diễn giảng á, quý vị trình bày lại với cả quý vị thấy. Vì vậy cho nên khi Đức Thế Tôn mà ngài trụ vào thốt tượng, cái phẩm mà tiểu không đại không, trụ vào không thốt tượng, thì ngài cũng trụ vô thường chánh đẳng giác, chứ không phải là vì vậy mà ngài vô thường chánh đẳng giác, là bởi khi ngài trụ thốt tượng nhưng ngài thấy dứt khởi, ngài thấy vô ngã hoàn toàn, ngài là khi thấy như vậy, trụ như vậy thì tâm không có tham sân si. Đó, cái đó là cái trụ không là vậy, thì không là vậy, thấy không tánh, trụ không tánh là vậy. Ngài chủ thốt tượng lấp tượng của vậy, mà chủ sơ tiền của vậy, chủ nhị tiền, chủ tác tiền, chủ tiền vân vân, thì như vậy mới gọi là khi ta thanh tịnh, ta thể hiện giữa ta thanh tịnh, bởi ta ở đâu ta cũng thấy thanh tịnh thế cả, vì thế đó. À, khi ta thanh tịnh, ta thể hiện thanh tịnh là bởi vì cái tâm lộ hoặc sạch rồi, cho nên vô lượng tâm giải thoát luôn luôn có mặt. À, khi ta thanh tịnh, ta thể hiện thanh tịnh là vậy. À, khác nhau, mình cùng chủ vô sở hữu tâm giải thoát, nhưng mình vẫn bị trói buộc. Mình vẫn trụ vô lượng tâm nhưng vẫn còn lậu hoặc, mới tâm giải thoát chưa đi vào thể giải thoát, nhưng mà các cái vị lậu hoặc đoạn tận rồi thì khác. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát và chư Phật mười phương đều an trụ trong tự thiền xác định cả, sau khi giác ngộ rồi vẫn an trụ tự thiền xác định, chỗ đó gọi là thánh trú. Vì sao? Thì chỗ đó là chỗ nó làm cho cái các con nhuần nhuyễn nó thoải mái lắm, tâm thức thoải mái lắm, để cho sức khỏe nó được duy trì, mắt nó được sáng ra và nó được duy trì để mà làm Phật sự. À, thì cái thiền đó là cái chỗ trú tốt nhất, dù cho giác ngộ rồi cũng trú trong cái thiền đó, gọi là thánh trú này. Dù là ở tứ thiền nhưng mà tứ thiền của mình là khác, tứ thiền của Tôn giả Địa Bà Đạt Đa là khác, mà tứ thiền của Đức Phật là khác. À, thành danh, đây là danh giống nhau mà nghĩa sai biệt, khi mà trú trong cảnh giới là sai biệt. Thưa quý vị, rồi đã rõ chưa? À, quý vị nào rõ giơ tay chưa? Vì chúng tôi quá cho tôi thấy hàng còn dễ hiểu thôi, hàng là như bị toán, toán học rồi.
lập luận với toàn học. Bởi vì vô đây, vô cái chỗ này thì nói về, nhưng mà vì nào có kinh nghiệm tâm lý vẫn dễ nắm hơn. Còn chưa có cái kinh nghiệm tâm lý thì khó nắm. Vậy lần vô cái thế giới này, tâm lý này hơi trừu tượng, nó hơi trừu tượng một tí xíu. Nó hơi trừu tượng một tí xíu. Mà vô toàn học về, vì mà học toàn cả nhà toàn học là phải về khả năng trừu tượng phải rất mạnh mới học. Còn không gian vẫn phải tưởng tượng, vì mấy người mới đi về thiên văn đâu, vậy phải có cái óc tưởng tượng, phải từ cái nhìn của mình là làm các tướng hiện ra, tất cả nó biến thành vật chất hết đó, nhìn ra trước mắt họ, trong cái tâm họ là hiện ra tưởng cả, họ mới tưởng tượng mới nhìn được. Thì mình có vậy, cái tâm thì hiện ra, thì biết thì khác liền, nhìn ra là thấy hai cái nội dung, hai bộ cục khác nhau liền, hai cái tâm khác nhau. Thì bây giờ nếu như mình chưa có kinh nghiệm đó thì mình nắm cái khái niệm đó, mình nắm. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái kinh Tiểu, kinh Phương Quảng, vì theo dõi tôi đọc rồi tôi xin trình bày tiếp. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở thành Vương Xá tại Túc Lâm, chỗ của Kalandaka Nivapa, rồi Nam Cư Sĩ Visakha đến chỗ Tỳ Kheo Ni Dhammadina ở. Sau khi đến đảnh lễ Tỳ Kheo Ni Dhammadina rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nam Cư Sĩ Visakha thưa với Tỳ Kheo Ni Dhammadina: Thưa Ni Sư, tử thân là cái dịch cái từ Sakkaya, Kaya là thân, và Sakkaya là cái thân của mình này, sân sát là số, xa là số, thân mình. Thì tử thân là cái thân của mình đấy, thân mình đây, cái mà gọi là tử thân ấy. Thì thưa Ni Sư, Thế Tôn dạy từ thân đó là như thế nào? Đó, ông đặt câu hỏi đầu tiên. Đây là người chồng cũ đến hỏi đào một vị ni mà chưa biết vị đó đắc ngang đâu, nghe người ta khen thôi chưa biết ngang đâu. Thành ông đi dò từ bước thấp nhất, từ bước cơ bản nhất, chứ không phải là bước cơ bản nhất là hỏi. Thì cả người ta gọi là từ thân đó thì nghĩa như thế nào? Thế Tôn dạy gọi là từ thân thì nghĩa thế nào? Thì đây là câu trả lời của bà Dhammadina, của vị Tỳ Kheo Ni Dhammadina: Hiền già Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tử thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Hiện giả Visakha, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tử thân. Tuy nhiên cái mà gọi là con người là mình, là anh, là tôi, là chị, là bác, là vân vân, nói tóm lại là cái cùng năm uẩn đó, cái cùng đó như thế nào chưa nói, đó cái cùng năm uẩn đó là tử thân. Cái gọi là tử thân là đó, nó chứ không bí mật chi cả. Nó mông thì nó mông là ở đó, mà nó thật ở đó thôi. Thì tử thân này là năm uẩn người đã. Năm uẩn đó gọi là tự thân, thế nhưng gọi là cái sắc cái giá, cái tự thân là gì? Đó là năm uẩn. Là có người là nói năm uẩn. Bây giờ ông cho câu trả lời đó là đúng rồi. Vì chính ông cũng có kinh nghiệm, ông hiểu cái này, ông nói lành thay thưa Ni Sư. Nếu như vậy là nói là đúng rồi đó. Tốt lắm đó. Nam Cư Sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Tỳ Kheo Ni Dhammadina nói, rồi hỏi Tỳ Kheo Dhammadina thêm một câu hỏi nữa. Từ thân tập khởi thưa Ni Sư, được gọi là từ như vậy, thưa Ni Sư, Thế Tôn gọi từ thân tập khởi là như thế nào? Từ thân là sự có mặt của mình, gọi là khổ đế, cái sự hiện của mình đây, có mặt đấy thì hữu đó, đó là khổ, khổ đế nghĩa hoặc là khổ đế cái này. Chứ ông hỏi từ thân tập khởi có nghĩa là tập đế của từ thân. Tuy nhiên là ông hỏi là cái thân là như vậy ngủ quần, vậy thì gió đâu mà còn ngủ quần, gió đâu mà sinh ra ngủ quần đó, thành từ thân tập khởi. Cái từ của người hơi khác, nhưng mà cái từ ngôn ngữ của mình gọi là gió đâu mà có, do đâu mà đưa tới có cái thân năm uẩn này, là từ thân học khởi. Thì bây giờ Ni Sư trả lời như thế này: Hiền giả Visakha, khác ái này đưa đến tại sinh, câu hụ vị hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hụ ái và phi hụ ái. Hiền giả Visakha, khác ái này thì tôi gọi là từ thân học khởi. Cái mà đưa đến cái thân này là cái gốc khoảng là dục ái, hụ ái, vô hụ ái đó thôi. Tuy nhiên là nếu về trên mặt logic mà nói, mình chưa nói gì được cả. Là tại vì sao từ kỳ ái mà sinh ra có cái thân này? À, thì cái này quý vị trở lại mấy bài pháp trước á, trong duyên khởi và các bài pháp trước á. Vì do có dục, có sắc, có dục ái, hụt ái, vô hụt ái mới có cái thân này. Nhưng mà trong hiện tại này mình cũng thể nghiệm ra được là bởi vì ở đâu mà có ái là đó có thù. Mà thù thì là chấp thù ngà. Cho nên ít ra là anh phải có cái chấp thủ cả đã, anh mà nói đây là cái thân năm uẩn, rồi đây là thân năm uẩn của tôi, vân vân. Và ít ra là như thế, mình cũng thấy là phải có cái chấp thủ của mặt đã, phải có khác ai có mặt đã thì mới có cái năm uẩn này. Cho nên cái tập khởi của nó là ái, dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Đó là câu trả lời. Mà cũng do cái ái này mà mình lưu trưởng nó sinh tử đó, mang cái thân này thân kia là cái ái. Thành là sanh tử căn bản dùng như để nghe cái gốc của sinh tử đó là dục.
đó là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Bây giờ hỏi tiếp, từ thân diệt thưa ni sư, được gọi như vậy Thế Tôn gọi từ thân diệt là như thế nào? Hiền giả Visakha, sự đoàn diệt không tham đắm, không có dư tàn khác ấy ấy, sự xả lý, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp đó. Này hiền giả Visakha, sự đoàn diệt này Thế Tôn gọi là thân diệt đó. Thân diệt là gì? Chứ diệt này không phải là mất hoàn toàn, quý vị thấy nè. Để quý vị thấy là trong cái thân nguồn, những cái thân của cái chấp nào khác là thân không chấp được hả? Khi nói từ thân diệt là cái thân chấp và cái thân nguồn á, nó diệt đi rồi. Cũng giống như con người á, con người tôi là một con người khi chưa đi tu là có người tôi có cái tên đời, tên gia đình. Nhưng khi đi tu rồi là cái thân đã chết đi rồi, cái hỏa thân có một kiểu khác nè. Cái thân đã diệt, nắm uồn vẫn còn đó, nhưng mà gọi là nắm uồn diệt là nắm thù uồn, khi đó diệt thì thù đó, đó chấp thù đó. Còn bây giờ nắm uồn này là nó là khác, là ở trong cái tứ thế được nhìn với trí tuệ bậc thánh, nó là cũng trang hòa với vũ trụ pháp giới rồi. Nó là khác, nó không phải là năm uẩn cụ nè, không phải năm thù uẩn, mà đây là năm uẩn. Thì bây giờ làm cho thế nào đoàn diệt năm uẩn? Vì bởi vì năm uẩn đó mới là, nói tóm lại ngũ uẩn là khổ đau đó, năm uẩn đó là gốc của khổ đau. Thì đoàn diệt năm uẩn đó gọi là đoàn diệt khổ đau, hay là nói khác đi, đoàn diệt khổ đau là đoàn diệt năm uẩn đó. Thì như vậy như thế nào là sự đoàn diệt năm uẩn đó? Thì câu trả lời của Visakha như thế này: thưa ni sư, câu trả lời là sự vô chấp. Tuy nhiên là vì ái mà sinh năm đó thì đừng ái nữa, thì tự nhiên năm uẩn diệt. Không ái là không thù, không thù thì năm thù mất, năm uẩn còn đó. Năm uẩn lúc bị giờ về pháp giới là một, hàng giống như cái sóng lúc bị giờ, cái tướng sóng mất đi rồi, diệt cái tướng chấp thù, diệt cái chấp thù đi thì cái tướng sóng không còn nữa. Mà khi tướng sóng không còn nữa thì từ nó là nước, nó trang hòa về biển mênh mông rồi. Vì thấy đó, thành lúc bị giờ không phải là năm thù và cái của tôi, của từ ngàn của tôi và khác với người khác nữa, nhưng bây giờ trang hòa vào trong pháp giới này, mang cái pháp thân này, pháp thân của pháp giới gọi là từ là năm uẩn diệt. Mà năm uẩn diệt thì nó diệt cái tướng sóng đi để nó trở về mình nước. Khi mà chấp thủ vắng rồi thì cái khi mà cái ngã của mình mất rồi thì mình thấy mình gần gũi bố mẹ anh chị em lắm, và gần như là tất cả là một, xã hội về là một à. Mình sợ gì mà không một là bởi vì mình chấp ngã nắm uẩn rồi thôi. Còn nếu mà trừ cái chấp thủ rồi là tất cả thành một à, nó khác đi, thành cái diệt là diệt cái chấp thủ uẩn đó. Thì đơn giản câu trả lời là rất đúng, vì trung thực về lời dạy của Đức Phật. Bà mới đi tu của 6 tháng mà bà đã thông như thế này là phải biết là trí tuệ thông lắm. Bây giờ hỏi tiếp: Từ thân diệt đạo thưa như sư, Thầy Tôn dạy từ thân diệt đạo là như thế nào? Tuy nhiên con đường để đi đến đoàn diệt cái từ thân đó, cái thân năm uẩn đó là như thế nào? Thì bà trả lời là con đường thánh tám ngàn là bạc thành đạo á, Thầy Tôn gọi là từ thân diệt đạo, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh kiến tận, chánh niệm, chánh định. Cái này chúng tôi trình bày với quý vị rồi đó. Đó là đạo đế, nói tóm lại là đạo đế, hay bấm bỏ phẩm trợ đạo cũng được, mà nói tóm tắt là bạc thành đạo. Cái đó là từ thân diệt đạo. Thưa ni sư, thụ này tức là năm thụ uẩn kia, hay thụ này khác với năm thụ uẩn đó? Bây giờ mình gọi là năm thụ uẩn, ngũ uẩn là nói tắt, còn nói đủ là ngũ thụ uẩn là năm thụ uẩn. Thì ngài cư sĩ Visakha hỏi như thế này: thưa ni sư, vậy thì cái thụ này với năm thụ uẩn là khác hay là giống? Vì chấp thụ và cái năm thù uẩn đó, vì năm uẩn đó là giả khác hay giống? Thì bây giờ đây là câu trả lời: không phải hiền giả Visakha, thù này tức là năm thù uẩn kia, thù này không khác với năm thù uẩn kia. Hiền giả Visakha, phàm có dục tham đối với năm thù uẩn tức là chấp thù đối với chúng, ở đây vậy. Như vậy quý vị thấy năm thù uẩn và chấp thù là một phải không? Quý vị thấy rõ chứ nè. Chấp thù là thuộc gì nè? Đâu có thù của ai, đó là hành uẩn. Hành uẩn đó là một trong năm uẩn đó thôi, chính là năm uẩn. Năm uẩn sinh ra nó, là thù chính là hành uẩn, mà chính là năm uẩn. Cho nên chấp thù chính là năm thù uẩn. Chấp thù chính là năm thù uẩn, nhưng mà chấp thù không phải là năm uẩn, mà hai cái khác nhau chỗ đó. Năm thù uẩn, chấp thù đó là năm thù uẩn. Thành quý vị để ý, tức là nắm thù uẩn kia. Đó, cái lời của Di Sư là tinh tế lắm, không có nhầm chữ đâu. Nắm thù uẩn thì chấp thù, khi có nắm thù uẩn mà có chấp thù, còn khi nắm uẩn không có chấp thù thì không thể hỏi được là thù của có đâu mà hỏi. Khi thù có là nắm thù uẩn có, khi đó hỏi nắm uẩn cũng ra nữa. Là bởi vì khi là thấy cái sóng rồi, là không bao giờ chấp cái sóng, là không bao giờ thấy nữa.
Thì vì vậy cho nên cái trả lời là năm thủ và năm thủ là một. Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Thân kiến là sách cái gia, là từ thân á, từ thân đó là sách cái gia. Thì thân kiến là cái thấy về cái thân, cái chấp thủ về cái thân, gọi là sách cái gia đi thi. Thân kiến đi thi là cái kiến, cái view đó, thì thấy có mặt, có hiện diện của cái thân đó thì gọi là thân kiến. Tất nhiên có chấp thủ rồi mà có thân kiến. Thì bây giờ ni sư Damarina trả lời: ở đây hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thuộc các pháp của các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc là từ ngã, xem từ ngã là sắc, hay xem sắc là trong từ ngã, hay xem từ ngã là trong sắc, tương tự là xem thọ tưởng hành thức cũng như thế. Tuy nhiên là thấy sắc là có ngã, và thấy đối chiếu đó là đối chiếu với cái ngã của mình, là cho chấp rằng là nó một phần của mình hay là toàn phần của mình cũng vậy, mình là một phần của nó hay toàn phần của nó cũng vậy. Tuy nhiên chấp nắm uống đó, sắc thọ tưởng hành thức là của mình, là mình là của mình, là từ ngã của mình, thì như vậy gọi là gì đó, gọi là thân kiến. Thân kiến là vậy, khi nào mình thấy có năm uống, có cái ngã thì uống, tưởng là sắc uống nó độc lập, thì thọ uống độc lập, tưởng uống độc lập, hai uống, đó là chấp có tưởng, thân kiến đó, chấp pháp đó, có cái ngã của hắn, ngã của pháp, rồi chấp cái năm cái uống đó làm thành một cái gọi của người, gọi là chấp ngã của nhân về pháp, là cho rằng năm uống làm thành một cái của người là mình, và cho rằng mình có liên hệ năm uống, năm uống chính là mình. Hoặc là năm uống ở trong mình còn cái gì đó khác năm uống đó nữa, nhưng mà năm uống này là của mình, có trong mình. Hoặc là năm uống đó nó bao quát mình hơn, mà mình có trong nó, mình là một phần của nó, vân vân. Thì điều đối chiếu, thì quý vị trở lại cái kinh đầu tiên, căn bản như thiệt pháp môn này, ai mà thấy đài, địa đài là địa đài, rồi đối chiếu mình với địa đài vân vân đó, thì cái đó là hoặc khởi đó. Thì đấy cũng vậy, năm uống, thấy có năm uống là mình, là của mình, là từ ngã của mình, thì là cái gọi là thân kiến, và cái đó là gốc của sinh tử khổ đau, là chấp ngã đó, gốc là vậy. Cái người mà vì sao mà chấp như vậy là vì người đó là hoàn toàn không học pháp của bậc thánh, của Đức Phật, không gần gũi cả cái bậc thánh, và không được nghe giảng dạy cái pháp đó, cho nên cái người đó mà chấp như vậy và không hành cả cái pháp đó nữa thì chấp như thế. Nhưng mà hệ mà đoàn trừ đừng cố nghĩ là sắc thọ tưởng hành thức là mình á, là từ ngã của mình á, thì như vậy là đoàn trừ thân kiến, và như vậy quý vị bắt được điểm nữa đặc gì rồi phải không? Tuy nhiên là thân kiến là một trong cái ba cái hạ phẩm thiết sĩ đầu tiên, thân kiến nghi về cầm thủ, và ở đây là đoàn thân kiến là coi như đoàn có ba rồi đó, thân kiến nghi về cầm thủ, như vậy là đắc quả thánh thứ nhất, tu đà hoàng, và như vậy là có pháp nhãn. Thì một người mà khi nào không chấp thì nắm uống là mình là có pháp nhãn, thấy được các pháp, bởi vì không chấp thì ngã của mình rồi, thì ranh giới giữa ngã mình với thiên nhiên, với pháp giới không còn nữa, ngã kia không còn, ranh giới thì ngã nó sụp đổ hết cả, thấy có một trang hoa của một pháp giới. Cái đó như vậy gọi là pháp nhãn, thấy được các pháp, sự thật các pháp, gọi là pháp nhãn, cũng mắt thấy các pháp, trừ thân kiến thì thấy pháp. Thì bây giờ tất nhiên thì vì đây là đã thấy xa rồi, ông cư sĩ Visakha hỏi ngang đây là bà trả lời rất rõ. Rồi bây giờ như thế nào là cái người mà đoàn trừ, thì ông trả lời như vậy là đoàn trừ cái không có thấy, không có nhìn, nắm uống là ta, là của ta, là từ ngã của ta nữa, như vậy là đoàn trừ thân kiến. Chứ bây giờ câu hỏi tiếp theo: thưa ni sư, thánh đạo tạm ngành này là hữu vi hay là vô vi? Đó, quý vị thấy nè, thánh đạo, thánh là của bậc thánh á, là cái pháp này của bậc thánh là tá bác thánh đạo. Thì bây giờ có câu hỏi rất là nè, nó là thuộc hữu vi hay vô vi? Thì câu trả lời của bà, nếu như bà đó mà chưa giải thoát là bà khó trả lời về cái này lắm, hoặc là chưa đắc quả thánh á thì khó trả lời. Câu thứ nhất là biết đoàn trừ thân kiến là ít ra đắc tu đà hoàng rồi mình trả lời được câu đó. Nhưng bây giờ hỏi như thế này, nó là hữu vi hay vô vi, thì ít ra phải đắc đến a na hàm mà trả lời được. Thành thử ông hỏi bây giờ vậy thì cái bác thánh đạo là hữu vi hay vô vi? Thì bà trả lời này: Visakha, hiền giả Visakha, thánh đạo tạm ngành này là hữu vi. Thì làm sao là hữu vi? Hữu vi là gì? Là cái pháp được tán thành, được tác thành, được làm ra, được tác thành. Tuy nhiên là anh phải có công phu, anh phải làm, anh phải hành lui hành tới thì hành rồi được có kết quả, thì cái đó là hữu vi. Cho nên gì hàng con giới định và tuệ, đứng hành trong cái giới định tuệ, đắc giới định tuệ là cái vùng nó còn hữu vi, thì vùng nó còn không làm là không có, làm thì có. Giống như mình không làm là không có ăn á, thì đấy không làm không có kết quả, mà cái kết quả nó có là do làm mà ra. Cái mà do làm mà ra là cái đó hữu vi rồi à, bị làm ra đó. Còn cái vô vi không phải không làm thì ra,
Và cái này thì cũng nghe bắt đầu là cái vô cái lập luận mà mình nghe tưởng là lúng túng, về lồn thuồng, về là không rõ ràng. Người ta luôn luôn lên án đạo Phật như vậy, nhưng không phải. Điều này thì vô cái chứng niệm thật tâm thì thấy là cái chỗ mà thoát ly khỏi cái mà bị làm ra thế. Tự nhiên là phải đi vô định vô vi á, tự nhiên cái chỗ không còn bị làm ra nữa, là tự nhiên từ tất cả các cái 10 kiết sử á, thì trí tuệ xuất hiện, nghĩa là từ định diệt thọ trở đi đó, thì khi đó mới gọi là vô vi, không bị làm ra nữa. Vì không bị làm ra cho nên không bị tạc thành, cho nên không có sinh tử khổ đau nữa, không có khổ đau. Hữu vi là vô thường và khổ đau, còn bây giờ vô ngã, vô thường, khổ đau còn đi. Nếu mà còn vô vi là chưa khổ đau, cho nên bác hành đạo vẫn còn trong cái đối đại, còn cúng phu phải hành, cho nên cả pháp đó gọi là hữu vi. Anh phải làm này, thằng khi nói bác hành đạo là anh phải tu này, chứ không phải đó, không phải là để mà anh ngộ liền đâu, không phải. Bác hành đạo là phải hành, nói bác hành đạo là phải hành, đó là hữu vi. Thì hành, hành đắc giới, đắc định và đắc tuệ. Vì bác hành đạo rồi từ hành khi đến chánh định á, chánh kiến cho đến chánh định, chánh định từ trong chánh định mới giải thoát, mới sinh giải thoát, bắt đầu tấm giải thoát mới phát triển, gọi là chánh giải thoát. Rồi khi giải thoát sinh, điêu sâu đó là trí tuệ sinh, gọi là chánh trí kiến giải thoát, là một cái trí tuệ xuất khởi để biết rằng mình đã giải thoát rồi, mình cắt đứt tất cả lậu hoặc rồi, cái này là tuệ hoàn toàn. Thì lúc bây giờ tuệ giải thoát này mới gọi là vô lậu vô vi. Cái tuệ giải thoát này mới vô vi, là thập thành đạo đó. Thành nói đủ là phải thập thành đạo, mà đến thì thập thành đạo mới gọi là vô vi, còn bây giờ thì bác thành đạo là còn hữu vi. Thành cho nên nói tắt á, nói thì phân tích chi ly như vậy, nhưng thường thường trong kinh có đối với chỗ Đức Phật cũng chỉ nói bác thành đạo mà thôi, nhưng mà bác thành đạo ngang đó thôi, chứ không nói đến chánh kiến, chánh giải thoát và chánh thiết kiến giải thoát nữa. Nhưng mà bởi vì một cái bậc mà án trụ mà đứng còn hữu vi thì gọi là hữu vi, mà một điều đó là bậc thánh vô học thì đó là vô vi à. Vì thấy này đừng chóc, bởi vì mình đã nói rồi đó, một bậc thánh họ vô ở trong sơ thì họ bậc thánh này, bậc thánh sơ thiền trở thành vô lượng, mà còn mình sơ thiền là khác với bậc thánh mà đã từ hiện tham xuống dưới rồi đó. Là vậy thì trong bậc thánh đạo này vậy, mình nếu như mà một bậc thánh đã giải thoát hoàn toàn, một a la hán mà án trụ trong bậc thánh đạo này thì nó trở thành vô vi à. Thì thấy đó, nhưng mà đây phân biệt. Ông Đức hỏi một người đứng hành á, thì cái cấp độ ngán định chánh định á, bậc thánh đạo á, thì lúc đó nó còn hữu vi. Để khi nào mà hành nguồn nguyện bác chánh đạo này rồi, chánh giải thoát sức khởi và chánh trí kiến giải thoát sức khởi, thì khi đó mới gọi là vô vi. Bây giờ ông hỏi cái câu này ngán đấy á, là quý vị biết á, ngán đấy á, là nó còn nằm trong cái kinh nghiệm của Visakha. Nhưng bây giờ ông hỏi một cái câu mà ông bị chứ cả, không còn kinh nghiệm chứ cả. Ông coi thử là Ni sư Damadina của hơn ông không? Của Đắc và Linh của Anaham không? Thì ông hỏi vô vi hữu vi, mà vô vi là cái chỗ đó là đã vượt khỏi, được vượt khỏi của ông Visakha rồi. Nhưng ông chỉ kinh nghiệm ngang bạc thành đạo hữu vi thôi. Anaham là hữu học đấy, hữu vi thôi, ngang đó. Mà ba nói hữu vi là ông biết cái chuyện đó, ông biết là đúng rồi đó. Ông chưa hỏi đến chánh giải thoát và chánh trí kiến giải thoát, và chỗ đó là chỗ ông biết. Nhưng bây giờ ông mới hỏi, ông hỏi cái chỗ mà ông chưa kinh nghiệm. Ông nói như thế này, cái chỗ mà ba uống mà nhiếp đây, mình đừng nói nữa. Bây giờ thiếu như thế này, cái phần sáu á, cái phần bắt đầu từ đây trở đi, thưa ni sư, thế nào là bình, thế nào là bình tướng, thế nào là bình tướng cù, và thế nào là bình tướng tập. Cái này vẫn nằm trong tầm hiểu biết, nhưng nó đang dần tới cái chỗ ông chưa hiểu. Định diệt thọ tưởng định á, muốn hỏi định diệt thọ tưởng định, nhưng mà ông hỏi cái định trước. Thế nào là bình, thế nào là bình tướng, thế nào là bình tướng cù, thế nào là định tu tập. Thì bây giờ đây là trả lời này. Nhất tâm là định, cái nào khi nào nhất tâm á, tâm tập trung một đối tượng mà thôi gọi là định. Định tướng là gì? Là tất nhiên là các cái nét đặc thù làm đến cái định đó phải gọi là định tướng. Cái đó là gì? Tứ niệm xứ, là cái bốn đối tượng mình tu tập để có cái định đó, là thọ thân, thọ tâm, pháp, gọi là định tướng. Thế nào là định tứ cù? Định tứ cù là những cái yêu cầu để có được định, gọi là định tứ cù, cái yêu cầu mà đòi hỏi tối thiểu, tự nhiên là điều cần và đủ đó. Cái định tứ cù là vậy. Để có định là loại gì? Là tính tấn, tính cần hay tính cảnh, đó là định tứ cù. Và định tu tập là gì? Là anh lặp đi lặp lại chuyện đó, tu hoài thì chuyện đó, tự niệm xứ tập trung đó, tu vui tu tới, như vậy gọi là định tu tập, tu tập định. Bây giờ ông hỏi, thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Tự nhiên là thân hành, thủ hành, ý hành á.
Thì trả lời rằng là có ba hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành và thế nào là ý hành? Ông hỏi này là có cái tính tế đó ha. Để quý vị coi cái câu trả lời của ni sư Dhammadina là tự nhiên biết được cái tấm ông nó muốn hỏi gì nữa. Ông trả lời, thở vô thở ra, thiền giả Visakha gọi là thân hành, tâm và tử gọi là khẩu hành, và tượng và thọ gọi là tâm hành. Rồi ông thắc mắc, ông là tài ra cô liền nói một cái điều là vậy, ngôn ngữ là vậy. Thân hành, hơi thở vô ra gọi là thân hành, tâm và tử gọi là khẩu hành, mà thọ và tượng gọi là tâm hành. Thì ông hỏi vì sao như vậy? Thì cô trả lời, thở vô thở ra, hiền giả Visakha nó thuộc về thân, nhưng pháp này lệ thuộc về thân, nên thở vô thở ra gọi là thân hành. Hiền giả Visakha trước là tâm về tử đã, tâm tử là hoạt động tư duy, thì sau đó mình phát ra lời nói, cho nên chi tâm tử thuộc về khẩu hành. Đó tự nhiên là một cái nói im lặng đó, nói im lặng mình phát ra cái âm thanh. Tượng và thọ là tâm sở, tự nhiên thuộc về cái hoạt động của tâm đó, cho nên gọi là tâm hành. Đó là bài giải thích. Thưa ni sư, như thế nào là chứng nhập diệt thọ tự định? Đó, bây giờ biết mấy cái phân đó để mình luận về diệt thọ tự định. Thân hành, khẩu hành, tâm hành, bởi vì đấy là ba vị. Ba câu hỏi này là mở ra thôi chứ không phải là cố ý hỏi, nhưng cái chỗ hỏi là chỗ này. Thế nào là diệt thọ tự định? Bởi vì cái diệt thọ tự định nó liên hệ sự có mặt hay không có mặt của thân hành, khẩu hành, ý hành. À, thành cho nên hỏi thế nào là diệt thọ tự định, chứng nhập diệt thọ tự định. Thì bà trả lời, tôi xin hôm nay tôi nói hết cái phần diệt thọ tự định này rồi, tạm ngưng, về bữa sau tôi mới tiếp, bởi vì lần sau mà đi vô lần nói càng tinh tế đó. Bà trả lời như thế này, thì người mà chứng nhập thọ tự định là như thế này, là vì đó không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tự định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tự định, hay là tôi đã chứng nhập diệt thọ tự định, vì rằng tâm của vị ấy, của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Thì đạo có thể rối loạn quá. Ông hỏi là như thế nào là chứng nhập diệt thọ tự định? Thì bà trả lời này, thì người mà đi vô trong diệt thọ tự định mà chứng nhập diệt thọ tự định, thì người đó không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tự định, hay tôi đang chứng diệt thọ tự định, hay là tôi đã chứng nhập diệt thọ tự định. Và như thế là gọi là chứng diệt thọ tự định. Và vì sao vậy? Vì trước họ các vị đó, thì vị đó là tu tập như vậy rồi. Quý vị thấy nghe tưởng là lẩm cẩm mà không có cách nào đi có thể nói hơn nữa. Diễn đạt và diệt thọ tự định thì quý vị được sao nữa. Bây giờ tôi nói này, tôi không bao giờ tôi nói là tôi chứng diệt thọ tự định cả, tôi không bao giờ tôi nói tôi sẽ chứng cả, tôi không bao giờ tôi nói tôi đã chứng cái đáng chứng cả. Như vậy tôi có nhiều chứng diệt thọ tự định không? Tôi là tôi có nhiều chứng gì đâu, thì cũng không cả, không bao giờ nghĩ chuyện đó là việc là mình cũng vậy tới, còn không hề nghĩ chuyện đó được. Nhưng mà tôi không phải là người chứng nhập diệt thọ tự định. Nhưng mà bà trả lời như vậy, thì người mà chứng nhập diệt thọ tự định thì không có khởi lấy cái ý tưởng đó. Vì sao vậy? Quý vị thấy đơn giản phải không? Diệt thọ tự định là gì? Là ở trong cái định mà diệt thọ, thọ uống và tự uống không làm việc nữa, hành uống không làm việc nữa, thức uống không làm việc, thì có cái chí mà nghĩ rằng là tôi đang, tôi là, tôi đã, phải không? Có cái tôi là nữa, tượng không có, tượng không có, làm ra là còn ngã tượng, chỗ này là chỗ đoàn diệt ngã tượng rồi. Tuy nhiên là tương đương, chỗ này là tương đương với kinh kim cương, trừ tạm ngã tượng là ngã tượng nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, tượng phi tượng, ở chỗ này đây. Tuy là chỗ này tất cả các ngã tượng là chìm lặng rồi, tất cả các ngã tượng chìm lặng rồi, thì làm gì có cái hiện diện của cái ngã tôi là, tôi chứng thì tôi không chứng, tôi đang chứng thì tôi đại chứng, thì không bao giờ người đó nghĩ đến chỗ đó cả. Là bởi vì ở trong diệt thọ tự định cũng có cái việc là không hề có hoạt động đó đến nơi. Vì có khi nào mà một người lớn mà họ nghĩ rằng là nghĩ đến chuyện trời sẽ sập, trời đáng sập, trời sẽ sập không? Hồi nhỏ mình hay sợ trời sập, nó tại vì chưa mình lớn mình biết với vấn đề nào mình gì chỗ đó nữa, không bao giờ có cái sự hiện diện của tư tưởng đó nữa. Hồi nhỏ thì bố mình nghĩ chỗ đó, còn bây giờ cái người vô diệt thọ tự định mà bà nói như vậy, mà nếu như ông Visakha mà chuyện diệt thọ tự định là ông bị ngay thằng kỳ bị biết ô hưởng tụng lắm, ông không đòi chứ cả, ông đòi lành thay đâu chứ nữa, mà mọi người cũng biết đâu ra đây ông ra đây là việc lưỡng tụng rồi. Và một vị ni đó, họ là người vợ trước đấy đó, thành đừng có tưởng là các vị mà mang cái thân nữ nó nhiều cái trược đó, ế trược rồi nói khó chứng. Ông chồng đắc a na hàm thôi, ông bà đắc a la hán và bà trí tuệ như thế này. Vì rằng bây giờ thưa ni sư, tỷ kheo chứng diệt thọ tượng định, nhưng pháp gì diệt trước, thân hành, khẩu hành hay là tâm hành?
Ông biết lơ mơ, ông phải hỏi chừng rồi thôi chứ không biết chứ cả. Thân hành khẩu trước, tâm hành khẩu trước hay khẩu hành khẩu trước? Diệt trước. Bây giờ quý vị nghe nè. Hiền giả Visakha vì tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Nó xào trộn thứ tư ấy. Khẩu hành á, nó vắng mặt trước cái đoạn, diệt trước. Rồi mình đến thân hành, rồi mình đến tâm hành. Đó. Vì sao vậy? Nhập diệt thọ tưởng định là vậy đó. Khi vào là vậy, khi đi vào diệt thọ tưởng định thì cái gì mất trước? Giờ giống như cái cục nước đá tán lên lên á, tán cái phần ngoài, tán cái phần dựa, tán phần trên. Đó. Thì bây giờ cái khẩu hành á là phải diệt trước đã. Rồi mới đến thân hành, rồi mới đến tâm hành. Là vì sao vậy? Là quý vị biết vô diệt thọ tưởng định á là đi vô cái chỗ không tác ý tất cả các ngã tướng. Nghĩa là làm cho ngũ thủ diệt. Cho nên chỉ tâm và tử là cái tác ý ngã tướng được. Tâm và tử là gọi là khẩu hành. Thằng tác ý tư duy là tu tâm và tử thọ tưởng mày khởi. Cảm thọ mày khởi. Tưởng mày khởi. Tâm tử là việc á. Thành thử cái chỗ này là cái chỗ thô ở bên ngoài. Thì cái nói này là thứ từ này là có mà thứ từ rất nhanh. Chứ không phải là từ từ đâu. Nó phải lăn đi cả tâm tử nó lăn trước cái đã. Tuy nhiên là giống như mà cái bọt tan ấy thì tan phần ngoài cái đã, ngoài trước rồi tan. Tuy nhiên tan nhanh lắm nhưng mà tan phần ngoài cái đã rồi tan vừa cái đó tan cuối rồi đó. Cách diễn đạt rồi thôi chứ còn cái thọ cái tâm tử thì muốn làm việc đạt thì đi vô giật thọ tưởng định được. À, khi mà tâm tử muốn rồi á, đây là một cái điểm chứng nghiệm này. Khi tâm tử ngưng á, tuy không hoạt động á, hơi thở ngưng. Mạng sống vẫn còn, hơi động vẫn còn mà hơi thở ngưng. Thành quý vị biết cái người đã ngồi diệt thọ tưởng định là hơi thở ngưng. Tứ thiền rồi, tứ thiền mà nhất tâm á, nhất tâm sâu, nhập sâu trong tứ thiền xác định, hơi thở ngưng. Không có hơi thở. Thành ra các vị thiền sư họ có biểu diễn á, những người ngồi đạo á, dù chưa đắc thì tuệ chứ. Còn và hơi động còn. Thức của con đó là thế nào đau đó còn sống. Thì có nhiều người mà đắc vô mấy cái định này sâu á, có nhiều khi đem mà ngồi trong núi rồi bơ vò vò rồi vậy thì tượng lâm tổ đấy làm nó ngồi trong sau người ta người nông dân lên đục ra thầy có cái của người ngồi đó con sống rồi khi đó bị xuất định họ định sâu lâu á ngồi trong phù đó, rồi khi thân hành diệt á, thân hành diệt rồi đến tâm hành là thọ tưởng mất. Thọ tưởng mất là gì? Là nó đến nở cái hoa, nó nở từ từ, nó nở mím, nở toàn. Là nở mím là tâm tự ngưng vậy đó, là bây giờ không còn, tuy nhiên là bắt đầu vô thọ tưởng đấy, tâm tự ngưng vậy đó. Thì hít thở ngưng, bởi hít thở nó đồng là tâm tự nó hoạt động lại, hít thở tâm tự ngưng vậy đó. Thì bắt đầu diệt thọ tưởng ngưng, thì lúc đó mới đắc thiệt rồi gọi là định diệt thọ.